Tôi tên là Phan Tiểu Nhàn, người kế thừa Hoa Hạ cổ y, 18 tuổi xuống núi. Quảng bá y thuật, cứu người cứu đời. Tiền bạc, quyền lực. Mỹ nhân. Đáng tiếc, những điều vừa nói, đều không có. Người kế thừa y thuật cổ, ra đời rèn luyện, trong 3 năm, không được lộ thân phận. Xin chào quý khách, rất hân hạnh được phục vụ quý khách, Mỹ nhân. Nhanh lái xe đi, được thôi, để sinh tồn, tôi đã trở thành tài xế ở Bắc Kinh. Lại để cô ta chạy mất rồi. Nóng quá, tôi muốn. Này. Cô sao vậy? Thả tôi ra, hợp hoan tán, xã hội hiện đại, vẫn có loại độc này, tôi muốn. Cô bị trúng độc rồi. Tôi có thể cứu cô. Cô làm gì vậy? Đừng động đậy, tôi muốn. Tôi cảnh cáo anh. Quên chuyện hôm nay đi. Có tiền là giỏi sao? Đừng để tôi gặp lại cô. Còn đây nữa. Tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Cậu là, bị tấn công sao? Đừng hỏi nhiều. Sao ông đến đây? Lão chủ nhân cử tôi đến thông báo. Thời gian rèn luyện đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi, cậu có thể hiệu lệnh toàn bộ lang y, cai quản nghề y, ngày mùng 1 tháng sau, tứ đại gia tộc sẽ tổ chức, tại Trung tâm Y học Kinh Thành, một buổi lễ, để cậu nhận chức y thánh. Đem lên đây. Đây là, giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự, chìa khóa, thẻ ngân hàng, bank, và, lệnh bài y thánh. Lão chủ nhân nói rằng, cậu không thích những vật này, nhưng mà, là y thánh, cũng không thể quá nghèo nàn. Ai nói ta không thích chứ, nếu sớm đưa cho ta cũng không đến mức. Thôi bỉ đi. Nói lại với ông ta, ngày mùng 1 tháng sau, ta sẽ tham dự đúng giờ, nhưng trước đó, phải thanh lý môn hộ cho cổ y. Dọn dẹp cửa ngõ. Lão ta hóa ra giàu có vậy. Lão ta biết mình, độc thân bao năm nay, còn chuẩn bị vợ cho nữa sao? Mỹ nhân, cởi dây áo ra. Dạo này em mập lên rồi, chị giúp em sờ thử xem. Mỡ thừa nhiều quá. Chị như băng, tay chị sao lại thô ráp vậy? Dê xồm. Gì vậy chứ? Đây là, khí huyết không đủ, tâm tỳ lưỡng hư, đây là triệu chứng của việc giảm cân quá mức. Chị Băng, Điềm Điềm, em đã về rồi. Là anh. Tôi đã đưa tiền cho anh rồi, sao anh lại, vẫn còn bám theo tôi, nếu anh muốn trả thù tôi. Thì hãy nhắm vào tôi đây, hả? Hiểu lầm rồi, tôi đang cứu người mà. Anh đi ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Không đúng, đây là nhà của tôi. Nhìn này, lại đây. Đừng có đến gần, chị Băng, Y Thần, cứu tôi với. To gan, dám xông vào nhà người khác, vẫn chưa chịu khuất phục sao? Tôi đi đây. Quân tử động miệng không động tay mà. Đồ lưu manh. Chạy đi đâu? Tôi nói đây là hiểu lầm. Các người có tin không? Tôi nói đây là hiểu lầm. Các người có tin không? Đồ dê xồm, chết đi. Các người đủ rồi đấy.
À, thật sự đủ rồi mà. À, sao lại có cuốn sổ ở đây? À, giấy chứng nhận quyền sở hữu, tôi chính là Phan Tiểu Nhàn. À, anh là chủ nhà. Anh ta vừa rồi đã cứu tôi, mọi người đã hiểu lầm rồi. Không còn gì để nói đúng không? Ngày mai hết hạn hợp đồng, tất cả các cô, hãy dọn ra khỏi đây cho tôi. Chủ nhà, chỉ là hiểu lầm thôi mà, đừng đuổi bọn em đi mà, ngoài kia làm sao mà tìm được, một căn biệt thự, vừa rẻ vừa tốt thế này chứ, em xin anh đấy, Điềm Điềm, sao em có thể nhượng bộ thế chứ? Không muốn thuê thì dọn đi, tôi đâu có nài nỉ các cô. Tôi cũng không muốn dọn đi, chủ nhà, vừa nãy. Xin lỗi nhé, Ethan. Tôi, vì quay phim gần đây, đã đắc tội với anh rồi, các cô. Vậy thì tôi miễn cưỡng, ở lại, dừng lại. Các người nói ở lại là ở lại sao? Có thấy, tôi mới là chủ nhà không? Chủ nhà, xin lỗi. Xin lỗi được chưa? Cho các người thuê cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Này, các người phải giặt đồ nấu ăn, dọn dẹp phòng. Anh quá đáng lắm rồi đó. Muốn thuê thì thuê. Không ngờ, hắn thật sự biết y thuật. Đúng rồi, ngày mai ông nội tôi sẽ tổ chức yến tiệc. Nếu không thì, để cho hắn thử xem. Hắn sao? Không thể đâu, thôi bỉ đi, nhưng, thật ra, có người có thể cứu ông nội, ví dụ như, vị này, Y Thánh, đúng rồi, Y Thánh là người có vị thế, cao nhất trong ngành y, chắc chắn không phải như, cái tên, dê xồm đó. Nếu sau 3 ngày, chúng ta mời được người đó ra tay, bệnh của ông nội cậu, nhất định sẽ có hy vọng. Tuy nhiên, nói tóm lại, người đó là người rất tốt, hai người, có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, tôi chỉ đơn thuần, không vừa mắt với hắn thôi. Vậy sao, mặt đỏ lên thế? Là ai mà không biết điều, làm cho Yên Nhiên không vui vậy? Sao cậu lại đưa họ vào đây, họ nói là mẹ chị, và hôn phu của chị. Mời họ ra ngoài đi, tôi chưa bao giờ thừa nhận mối hôn sự này. Yên Nhiên, đừng có bướng bỉnh nữa. Bà có biết không, Lâm Ngạo Đông hắn đã bỏ thuốc tôi. Nếu hôm qua tôi không cảnh giác, thì tôi đã bị hắn làm nhục rồi. Yên Nhiên, là vì anh quá yêu em, cho nên mới bị mê muội một lúc. He he, ôi chao, có sao đâu, cũng chỉ là sớm muộn thôi mà. Bà, Lâm Đông, lần này đã chuẩn bị thiên nhiên tuyết sơn sâm để làm xính lễ cứu ông nội con. 3 ngày sau, con muốn chúng ta tham gia Hạnh Lâm Yến. Nghe nói, những ai tham gia Hạnh Lâm Yến đều là những người danh giá. Rốt cuộc con có muốn cứu ông nội con không? Bà là vì cứu ông, hay là muốn kết thân với Lâm gia, theo đuôi kẻ quyền quý, đồ bất hiếu, ta đánh chết con. Để tôi khuyên Yên Nhiên chút. Yên Nhiên, đừng giận dỗi nữa, đừng chạm vào tôi thấy anh ghê tởm, biến đi. Ra ngoài trước đi. Được. Không chịu uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách ta, không khách sáo, muốn làm gì, nếu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh, hai cô nàng phía sau, cũng không tồi. Thiếu gia ta, sẽ thu cả hai, Tống Yên Nhiên, chỉ có thuốc của Lâm gia, mới có thể cứu ông nội cô. Tối nay, cô, và các chị em của cô, phục vụ tôi tất nhiên sẽ giúp cô. Không đời nà, vậy thì đừng trách tôi. Làm sao đây, như băng đi huấn luyện rồi, đánh liều thôi, ba chúng ta, chẳng lẽ lại sợ không đánh được. Đây hình như là, loại thuốc đó, đừng kêu nữa,
vô ích chơi. Bên ngoài toàn là người của tôi, cô có kêu khàn cổ, cũng không có tác dụng. Chủ nhà, cứu tôi với. Ôi trời, tiếng gì vậy? Dừng tay lại. Ôi chao. Lộ rồi. Xin lỗi vì đã làm các cô sợ, định phá tan cái nhà này sao? Cậu là ai vậy? Lâm Ngạo Đông. Bạn trai của tôi đến rồi, anh còn không mau cút đi, tôi. Bạn trai của cô nói hắn ta. Là bạn trai của cô, đúng vậy, như anh thấy đấy. Chúng tôi đã sống chung từ lâu rồi, à, cô lừa ai vậy? Tìm người đóng giả, ít nhất cũng phải tìm người chất lượng cao hơn chứ, chỉ với thân hình này. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Nói chuyện cẩn thận đấy, không được công kích cá nhân, không quan tâm tin hay không, anh ấy chính là bạn trai tôi. Chặt quá. Đừng giãy giụa vô ích nữa, Yên Nhiên, ngoan ngoãn về nhà với tôi đi. Tống Yên Nhiên. Cô dám cắm sừng tôi sao? Được lắm. Thôi được, tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng. Tối nay, cô và các chị em ngủ lại với tôi một đêm nữa. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Đừng có làm loạn. Anh dám tính kế chúng tôi sao? Cút đi, tôi xuất thân từ gia đình danh giá. Có tiền có quyền, hắn chỉ là tên vô dụng, có gì hơn tôi chứ? Anh ấy đẹp trai hơn anh, cô. Cao hơn anh, cô. To hơn anh, hắn ta còn. Tôi khuyên cậu nên biết tự lượng sức mình. Xấu xí không phải lỗi của cậu, nhưng làm hại người thì sai rồi. Trước khi tôi động thủ, mau biến đi. Ngươi dám sỉ nhục ta, người đâu, tất cả vào đây. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Ta sẽ tha cho ngươi. Sao ngươi biết, ta định nói gì? Đại ca, lời thoại này, phim ngắn nào cũng dùng hết rồi. Đồ khốn, dám đùa giỡn với ta. Ê này, mạch đập của ngươi, yếu ớt không có lực, mỏng manh và không thẳng. Đây là dấu hiệu thận yếu, nói bậy bạ. Lên đi. Ta là người của tứ đại gia tộc. Lâm gia ở Kinh Hải, bọn họ đều là bậc thầy dùng độc. Dám gây chuyện với ta, ta sẽ khiến sống không bằng chết. Muốn chết cũng không được. Tứ đại gia tộc xuất thân từ y học cổ xưa, ngươi có biết tổ huấn không? Người làm nghề y phải dùng thuốc đúng cách, tính mạng là trên hết, không được vi phạm quy tắc, không được làm trái đạo lý. Các người lạm dụng thuốc, làm hại người khác mà xứng làm y giả sao? Đừng nhắc đến tổ huấn với ta. Ở Kinh Hải, ta là luật lệ. Anh em, xông lên. Tiêu rồi, không thể cử động được. Các ngươi là y giả, mà tâm địa không ngay thẳng, là bất nhân. Cậy thế hiếp người, là bất nghĩa. Phản bội tổ huấn, là bất trung bất hiếu. Người bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, hôm nay ta sẽ vì dòng họ cổ y, mà thanh lý môn hộ. Chủ nhà giỏi quá. Trời ạ, hắn thật sự biết võ công sao? Ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi đã trúng đoạn tử tuyệt tôn, ta xem ngươi còn có thể làm hại phụ nữ thế nào nữa, đi thôi. Các cô không sao chứ? Phan Tiểu Nhàn. Cảm ơn anh, không có gì, hôn một cái là 200. Xin chuyển khoản. Tôi đã nhìn nhầm anh rồi, không ngờ anh là loại người trong đầu chỉ toàn là tiền. Cút đi. Đi đây. Ê, hôn một cái là 200 sao? Vậy tôi muốn hôn một cái là 10,000. Dường như không đau nữa rồi. Chủ nhà, anh giỏi thật đó. Không ngờ tay nghề châm cứu giỏi vậy. Có thời gian thì đến phòng tôi nhé, chúng ta có thể trao đổi sâu hơn. Được thôi,
Còn về ba người, chi phí điều trị lần này. Tôi biết ngay anh sẽ thế mà, đồ mê tiền. Tính vào tiền thuê nhà tháng sau, được chăm sóc chu đáo quá. Vậy tôi về phòng trước đây, vừa tắm xong một nửa thôi. Này, chờ một chút. Tôi. Tối nay sau khi tắm xong, chờ tôi trong phòng, tôi có chuyện muốn nói. Chị Yên Nhiên không phải là ghét chủ nhà nhất sao? Không đúng, vừa rồi Yên Nhiên hôn Phan Tiểu Nhàn tự nhiên vậy. Chắc họ có chuyện mờ ám gì đó, em muốn đi nghe lén một chú, chị có muốn đi cùng không? Chán lắm, tôi không đi đâu. Tôi vào được không? Được chứ. Thẳng thắn thế nhỉ, chẳng lẽ cô ta thích mình? Thật ra tôi đã do dự rất lâu, không biết có nên tìm anh không? Chúng ta đã xảy ra những gì cần xảy ra rồi. Nếu cứ tiếp tục giả vờ, thì thật không công bằng. Chuyện tiếp theo, anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Hiểu rồi, chuyện này, tất nhiên là con trai phải chuẩn bị rồi. Thật ra, tôi tìm anh vì hai lý do. Lý do đầu tiên là để cảm ơn. Tôi đã sẵn sàng rồi. Ơ, đau quá. Sao lại là Phan Tiểu Nhàn gọi vậy? Tôi thấy trong phim không diễn thế mà. Từ góc độ y học, nam giới cũng rất yếu đuối. Có thể là do Yên Nhiên quá. Ừm, con nhỏ mà nói gì vậy? Đừng xem mấy thứ đó nhiều quá. Ban đầu có hai việc. Giờ chỉ còn một việc thôi, tôi đến để trả phòng. Hả, hóa ra cô định chuyển đi sao? Chứ còn gì nữa, Lâm gia ở Kinh Hải có sức ảnh hưởng lớn. Không phải là người, tài xế xe công nghệ như anh, có thể đối đầu được đâu. Nếu cô lo lắng vì chuyện đó, thì không cần đâu, Lâm gia chỉ là chuyện nhỏ, tôi không coi trọng họ đâu. Trò đùa của anh, chẳng vui chút nào, ông tôi đang bệnh nặng. Trong giới y học Kinh Hải, chỉ có Lâm gia mới cứu được ông ấy, dù để không bị lệ thuộc vào người khác. Ngày mai Tống gia sẽ tổ chức tiệc treo thưởng, tìm kiếm thần y, nếu không tìm được, thần y. Tôi sẽ gả cho Lâm Ngạo Đông, để đổi lấy một tia hy vọng sống cho ông tôi. Tôi đi đây, này, đợi đã đừng. Chuyện gì vậy? Chị Yên Nhiên, sao chị lại tự ý ăn vụng vậy? Phòng vừa nãy nóng quá, tôi cởi áo khoác cho mát mẻ thôi. Nói chuyện nghiêm túc nào, thực sự muốn gả cho Lâm Ngạo Đông sao? Tiệc treo thưởng tối mai, mẹ chắc chắn sẽ ép tôi phải lấy Lâm Ngạo Đông. Vậy thì, tìm một người để che chắn thôi. Nhìn tôi làm gì chứ? Chủ nhà có kỹ thuật khá tốt, vừa là bác sĩ vừa là bạn trai. Tham dự tiệc cũng hợp lý, thật hợp lý, đó là ý kiến không tồi, một ý tưởng không tồi chút nào. Này này, các người đã hỏi ý kiến của người trong cuộc chưa, anh chắc chắn sẽ có công. Trong đây có 100.000, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Các vị, không biết vì lý do gì mà các vị đều không muốn ra tay, để trần trị cho lão phu. Tất cả là do Tống Yên Nhiên, nếu cha có mệnh hệ gì, cô ta cũng đừng hòng làm tổng tài nữa. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Các người còn muốn tôi chết nhanh hơn sao, đại thiếu gia của Lâm gia, Lâm Ngạo Đông đến. Đây là báu vật gia truyền của Lâm gia, Thiên Nhiên Tuyết Sơn Sâm. Có nó rồi, bệnh gì cũng chữa khỏi ngay, thật đáng thương, không ai nhận thưởng, ừ, Tống gia đã tìm các danh y, để chữa trị cho tôi, giờ còn mang báu vật đến khoe khoang, cậu đang có ý đồ gì? Tống gia của ông, là có ý gì? Tống gia của ông, là có ý gì? Tống Yên Nhiên, còn có hôn ước với tôi, nhưng lại không giữ đạo phụ nữ, nuôi dưỡng gian phu, còn ra tay đánh tôi.
Tống gia các người, nếu muốn có thiên nhiên tuyết sơn sâm, thì phải cho tôi lời giải thích, cậu. Lâm Thiếu, không ngại nói thẳng đi, làm sao mới chịu cứu cha tôi? Thứ nhất, tôi muốn yên nhiên thực hiện hôn ước. Đồng ý, đồng ý. Thứ hai, tôi muốn Tống gia đưa nửa gia sản làm của hồi môn, chỉ cần cứu được cha tôi. Nửa gia sản cũng có sao đâu. Điều cuối cùng, vào ngày thành hôn, tôi muốn yên nhiên quỳ xuống, bước từng bước bò lên, đến cửa Lâm gia của tôi, không bao giờ, lão phu dù có chết vì bệnh, cũng sẽ không làm chuyện vô nhân đạo vậy. Vậy thì đợi chết đi, tôi đảm bảo, cả Kinh Hải, không ai dám cứu ông. Khẩu khí lớn thật, nghĩ rằng Tống không có ai sao. Khẩu khí lớn thật, nghĩ rằng Tống gia không có ai sao. Yên nhiên, người này là, ông nội, anh ấy là, Phan Tiểu Nhàn, người mà con mời đến để chữa bệnh cho ông, tất nhiên. Con biết mình đang nói gì không, Tống Yên Nhiên, cô là đồ đê tiện. Dám dẫn gã tình nhân, đến trước mặt tôi, không mau xin lỗi Lâm Thiếu, rời xa tên lừa đảo đó, tôi là lừa đảo sao, những người có mặt ở đây, cúi đầu khom lưng, sợ sệt e dè. Thậm chí còn không dám chẩn trị cho bệnh nhân, chẳng phải là làm nhục danh tiếng của thần y sao? Ngươi, chúng ta đâu phải thần y, chẳng lẽ ngươi là? Nếu tôi nói là tôi thì sao? Ha ha ha. Các danh y nổi tiếng ở Kinh Hải tụ hội, các cao thủ đều có mặt, ngươi dám tự xưng là thần y? Ha ha ha, thật là làm trò cười cho thiên hạ, khuyên ngươi biết điều chút, mau chóng cút đi, nếu không đừng trách ta không nương tay. Trong giới y học, chỉ có ta là độc tôn. Lâm gia nhỏ bé mà dám che cả trời, chỉ có ngươi là độc tôn, chưa từng nghe thấy có gia tộc in nào họ Phan dám làm loạn ở đây. Ngươi muốn chết sao? Này, có phải khoác lác quá rồi khôn quá rồi không? Nếu đã tự xưng là thần y, sao không theo quy tắc của giới y học mà so tài? Nếu ngươi thắng sẽ được chữa trị cho ông ấy, nhưng nếu ngươi thua, ta sẽ phế bỏ tứ chi ngươi. Tiểu tử dám so không, đàm luận đạo lý với ta, các ngươi xứng sao? Đàm luận đạo lý với ta, các người không xứng. Họ không xứng. Vương gia ở Kinh Hải có thể xứng cho một trận chiến, cộng thêm giải thưởng kim châm toàn cầu, người chiến thắng thế nào? Ngươi dám nghi ngờ họ, ta thấy ngươi đến để gây rối. Người đâu, đem hắn đuổi ra ngoài. Thôi được, vì tình trạng bệnh của Tống lão gia, ta phải xem thử trình độ của giới y học Kinh Hải đến mức nào. Nghe đây, can phong nổi động là triệu chứng gì, chẩn đoán và điều trị thế nào? Can phong nổi động, bệnh này cần phải chẩn đoán tại chỗ, cho dù ta trả lời thế nào cũng sẽ nói ta kết luận vội vàng, đi đường tắt. Khả năng của ngươi chỉ đến mức này thôi, dù là đi đường tắt nhưng không có cách giải. Ngươi đã thua rồi, nghe cho rõ đây. Thiên ma câu đằng, chấn can tức phong, tam giáp phục mạch. Ngươi thật sự có cách giải không có sơ hở vậy sao? Người rốt cuộc là ai? Người thích mượn danh tiếng, không xứng biết điều đó. Đừng có mà kiêu ngạo. Người đau lưng, nguyên nhân và bệnh lý đều có sự thay đổi liên tục. Người thực hiện, khó có thể chạm đến căn bệnh. Châm cứu điều trị thế nào? Đề xuất châm cứu trước là để làm rối loạn suy nghĩ. Với loại bệnh này, trước tiên cần làm mềm gân cốt, còn phải liên kết cơ quan nội tạng. Áp dụng kỹ thuật hổ châm long. Hổ châm long. Cách thực hiện châm thế nào? Viện trưởng Lý, ăn cắp kỹ thuật là điều cấm kỵ trong y học. Ai ra? Ngay cả viện trưởng cũng thua, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là thần y? Giờ ta sẽ chữa trị cho ông ấy, còn ai có ý kiến không? Tiểu hữu, trong cuộc thi vừa rồi, cậu đã chứng minh được bản thân mình. Lại đây đi. Khoan đã. Nếu như hắn chỉ thuộc lý thuyết, nhưng lại không có bản lĩnh, thì làm sao đây? Lâm Ngạo Đông, kết quả của ván cược đã rõ. Hiện tại Phan Tiểu Nhàn đang chữa bệnh cho ông tôi, đã là việc riêng của Tống gia. Anh có tư cách gì mà ngăn cản? Cô nên suy nghĩ kỹ đi. Tôi đang cầm trong tay thiên nhiên tuyết sơn sâm, có thể chữa khỏi ngay bệnh tật. Nếu cô chọn tên chuyên nói lừa đảo kia, ông cô không những sẽ mất mạng vì điều đó,
mà Lâm gia tôi cũng sẽ trả thù. Tống gia của các người khiến nhà các người không bao giờ yên ổn. Hỗn xược. Mạng sống của lão phu tự mình quyết định, sao có thể để người khác đe dọa. Phan Tiểu Nhàn, lại đây, không quan tâm sống chết. Lão phu chẳng có gì hối hận. Lão già, ông quyết định chống lại Lâm gia phải không? Chỉ một chút tuyết sâm mà dám khoe mẽ, ăn xong quên cả đòn, tránh ra một bên, hôm nay, ta sẽ cho các người thấy. Thế nào là đúng bệnh đúng thuốc, không xem tuyết sâm ra gì, thì hẳn là thần dược hiếm có. Tống lão gia, kim châm của tôi, phối hợp với thuốc tốt, sẽ đảm bảo cho ông khỏi bệnh. Nếu vậy, xin nhờ cậu vậy. Thủ thành. Củ cải. Ngươi rõ ràng không xem các y giả trong thiên hạ ra gì, đừng không biết điều, mau quỳ xuống cúi đầu nhận tội. Cha, hắn đang chơi đùa chúng ta, lừa dối tình cảm của Yên Nhiên, cắt đứt đường sống của cha ta, hủy hoại gia nghiệp Tống gia. Ta không thể tha cho ngươi. Ngươi đâu? Chặt tứ chi của hắn, cắt lưỡi hắn, dìm xác xuống biển. Anh ấy không phải kẻ lừa đảo, có lẽ có điều gì đó ẩn giấu. Rút lui. Tiểu Hữu, ta tin cậu, nhưng đây rốt cuộc là vật gì? Vật này có tính hàn vị cam, có thể vào phổi và dạ dày, thanh nhiệt sinh tân, khai vị kiện tỳ. Gì đây, đây là củ cải mà. Phan Tiểu Nhàn, ngươi đến đây náo yến tiệc, chẳng qua là muốn tự tay ta cướp đi Tống Viên Nhiên, gả vào Tống gia, ngươi vì tư lợi cá nhân, nói năng bậy bạ, xúc phạm mọi người. Lâm gia thể ở đây, cắt đứt đường sống của ngươi. Ở Kinh Hải, sắp chết còn ngang ngược, ngươi cười gì? Ta cười. Cười các người ở đây, giả danh trục lợi, có mắt mà không tròng, không một ai biết. Bệnh mà Tống lão mắc phải, đúng vậy, đây là củ cải. Ta dùng củ cải trong thuốc, vì Tống lão thực ra không hề bị bệnh. Ta dùng củ cải trong thuốc là vì Tống lão thực ra không có bệnh. Tống lão không bị bệnh mà bị trúng độc. Chỉ nói miệng, ai mà không nói được. Mọi người hãy xem, đây là một miếng thịt rồng, có thể chữa bách bệnh, hiểu chưa? Ăn thịt rồng của ngươi đi. Không có thời gian với ngươi, ta còn việc phải làm. Tống lão, đắc tội rồi. Tiểu tử kia, ngươi muốn làm gì? Cha. Ông nội. Ta tưởng ngươi có bản lĩnh thật, ai ngờ chỉ giả thần giả quỷ. Tuổi trẻ khó dạy bảo, tên tiểu tử này, Tống gia lần này, mất mặt thật rồi. Tống gia, có mắt không tròng, bỏ gốc lấy ngọn. Đây, chính là kết cục của các người. Bắt hắn lại, ta muốn hắn đền mạng cho cha ta. Rút lui. Ai nói ta chữa chết người? Ai nói ta chữa chết người? Tất cả các người, rút lui. Tỉnh rồi. Ông ơi, ông có thể đứng dậy rồi. Chắc chắn không thể nào. Tống gia các người, vì muốn đơn phương hủy bỏ hôn ước, lại dám bày mưu lừa gạt cả thiên hạ. Giỏi quá đấy. Lão phu hành nghề y nhiều năm, nay lại bị sỉ nhục thế. Áo từ. Phan Tiểu Nhàn. Tống gia. Các người cứ chờ đấy,
Lâm Thiếu. Chàng trai. Ơn cứu mạng. Không thể báo đáp. Tất cả biệt thự của Tống gia. Hai đứa cứ ở thoải mái. Tốt nhất là, tối nay hãy ở cùng nhau. Tốt nhất là tháng sau, kết hôn luôn. Càng nhanh càng tốt. 100.000 này, không bao gồm đám cưới chứ. Anh cứ đồng ý đi, làm ông nội tôi vui đã. Gì vậy chứ? Chuyện giả làm vợ chồng, sao có thể đùa cợt được? Ông nội. Số tiền 1 triệu này. Cậu cầm làm tiền tiêu vặt. Không nhận thì bất kính. Chuyện trúng độc này, đừng điều tra, Tống gia không gánh nổi. Tôi có việc phải làm, không nói chuyện nữa. Tôi có bất ngờ dành cho anh. Tối gặp lại. Bán hoa đây. May là chưa thua quầy. Bán hoa đây. Bán hoa đây. Bán hoa đây. Ai cho phép bán hoa ở đây, nộp tiền mau. Nói chuyện với người đấy, không nghe thấy hả? Là ai từ đâu đến vậy, khuyên người đừng nên xen vào, ta sẽ đếm đến ba, rời khỏi đây ngay lập tức. Không có đạo đức võ thuật, với những kẻ lưu manh như các người, nói gì đến đạo đức võ thuật. Đừng đánh nữa tôi đi. Hoa này đều đã hỏng rồi. Coi như anh, mua hết nhé, anh mua hoa hàng ngày, còn trả thêm tiền cho em, chị nói không công không nhận lộc. Em nhận tiền mình đáng nhận thôi. Mịch Mịch thực hiểu chuyện, em đã, đủ tiền phẫu thuật chưa? Sắp đủ rồi, đợi Mịch Mịch, làm xong phẫu thuật, sẽ gặp được anh. Thay giáp mạc là phẫu thuật nhỏ. Bệnh viện chắc rất quen thuộc, 3 năm trước khi đến Kinh Hải, em tặng anh một chiếc bánh mì. Tiếp theo để anh, bảo vệ em một đời bình an. Mịch Mịch, em không sao chứ? Không sao, là anh trai, vừa mua hoa đã cứu em. Một triệu. Anh ta ở đâu, em nghe anh ấy đi hướng kia. Em đợi chị ở đây. Đợi tôi với. Là anh. Tất cả do anh cản tôi, làm tôi không kịp, đuổi theo anh chàng tốt bụng. Cô tìm người sao, vậy cô đi trước đi, tôi đi đây. Chủ nhà, anh cứu tôi với, tôi không dậy nổi. Cô bị thương nặng quá. Lên xe tôi nào. Nào. Nào, xuống thử xem. Ấy, thật sự không đau. Tôi cứ nghĩ, không thể đi biểu diễn nữa rồi. Nãy cô vội đi đâu vậy? Tôi đi biểu diễn ở quán bar, trên đường gặp, anh chàng giúp đỡ em gái tôi. Ban đầu tôi định đuổi theo. Cảm ơn trực tiếp, nhưng không ngờ, lại bỏ lỡ mất anh ấy, và bị trẹo chân, thật ngốc. Cô còn có em gái sao? Đúng vậy, chính là cô bé bán hoa, ở trung tâm thương mại, hóa ra mình chính là, người mà cô ấy, nói đến. Nhưng lần này lại, bỏ lỡ anh chàng tốt bụng, nhưng tôi nhất định sẽ tìm được. Thế cô, muốn tìm anh ta để làm gì? Đền đáp bằng cả cuộc đời mình. Tống Viên Nhiên, vẫn chưa đủ, lại thêm một người nữa. Không được, tuyệt đối không thể, để cô ấy biết, người đó chính là mình. Làm quen bừa bãi, là điều cấm kỵ trong môn phái. Tôi chỉ, đùa với anh thôi mà, sao anh phản ứng dữ vậy? Lại đau rồi. Xin lỗi, tôi sẽ chữa lại cho cô. Anh không phải là tên biến thái chứ, chữa lành cho tôi, rồi lại làm tôi bị thương. À, tôi hiểu rồi,
Có phải anh vừa nghe tôi nói, muốn gả cho anh chàng tốt bụng, nên mới vì yêu mà sinh hận? Âm Địa hẹp hòi. Tôi thề với trời, tôi vừa rồi, tuyệt đối không cố ý. Thời gian biểu diễn sắp tới, tin anh lần này thôi. Đi thôi, được. Nói ra có thể anh không tin, vừa mới đây, anh chàng tốt bụng, đã cho em gái tôi 1 triệu. Biểu diễn xong lần này, là đủ tiền phẫu thuật rồi. Cô không sợ, hắn có mưu đồ với cô sao? Anh nghĩ ai cũng là kẻ, như anh sao, hẹp hòi. Xong bài này là, đến lượt tôi lên sân khấu rồi. Trời ơi cô như thế này, còn định lên hát sao? Không được cũng phải được, phải có tinh thần trách nhiệm. Nào, giúp tôi, không ngờ chồng yếu đuối, lại khá kiên cường. Vậy cô đợi tôi chút. Tôi ra xe, lấy thuốc, có thể giảm đau. Vậy nhanh lên nhé. Để tôi hát thay cô. 3 năm tu luyện. Thứ tôi biết, cũng không ít đâu. Bài hát này, gửi tặng cô bé bán hoa. Và người chị dũng cảm của bé, hy vọng từ nay về sau, cuộc sống không còn khó khăn, từ đây, tràn đầy ánh sáng. Quá hay, ca sĩ chuyên nghiệp phải không? Đừng nói chuyện, làm phiền tôi nghe nhạc. Bán hoa. Nhìn thấy ánh sáng. Là anh ta sao? Vừa tốt bụng lại tài năng. Anh ta thật tuyệt vời. Thực sự là Phan Tiểu Nhàn sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Tuyệt đối không thể nào. Anh chàng tốt bụng của mình, sao có thể là người tham lam và dâm dục, còn keo kiệt nữa? Làm gì thế? Tức chết tôi rồi. Lại bỏ lỡ nữa. Bế tôi về nhà đi. Còn ra lệnh cho tôi nữa. Trả tiền taxi lúc nãy đi. Anh làm chân tôi bị thương. Không chịu trách nhiệm sao? Sao cô nặng thế? Biết thế tôi không đỗ xe bên kia. Anh nói cái gì thế? Tính cách kiêu căng mới là bộ mặt thật của cô đấy. Giờ mới biết sao, phụ nữ càng đẹp càng lừa người. Hôm nay đều là lỗi của anh, khiến tôi lại lỡ mất anh ấy. Hôm nay vất vả rồi. Chỉ là quá lo lắng cho em gái, hơn nữa lại lỡ mất anh ấy. Nên mới giận anh thôi, anh rộng lượng, đừng giận nữa cười lên nào. Cô đã có 1 triệu rồi, còn lo lắng gì nữa? Chị Y Thần nói, em tôi nhạy cảm với thuốc gây tê, nếu đang phẫu thuật mắt chuyển động, sẽ rất nguy hiểm. Tay anh đặt ở đâu thế? Xin lỗi xin lỗi. Mịch Việt sắp đủ tiền phẫu thuật. Mình vẫn chưa nghĩ ra cách. Nếu cứ chỉ hoãn mãi, sợ rằng mắt của Mịch Mịch không thể nhìn thấy ánh sáng. Kế hoạch ghép giác mạc cho Mịch Mịch sau khi hội chẩn với chuyên gia. Kết luận không nên phẫu thuật. Vương chủ nhiệm sẽ hội chẩn lại. Có thể sẽ có cách mới. Khả năng chịu thuốc của Mịch Mịch làm cho mi mắt không thể gây tê. Trong quá trình cắt bỏ giác mạc, nếu mắt hồi phục chuyển động, sẽ gây ra tổn thương. Hơn nữa, phẫu thuật thất bại sẽ gây thiệt hại cho danh tiếng. Ca phẫu thuật này quá mạo hiểm, nên từ bỏ thôi. Sao không thử y thuật cổ? Y thuật cổ gì chứ?
Đừng quan tâm tôi là ai. Tôi có thể dạy cô kỹ thuật. Dùng phương pháp đông y để kiểm soát chuyển động mắt, điều kiện không được để ai biết. Các anh em lên đi. Các người là y giả, tâm địa bất chính là bất nhân. Lạm dụng quyền thế là bất nghĩa. Phản bội tổ huấn là bất trung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, ta sẽ thanh trừ môn phái y cổ. Chẳng lẽ là anh ta? Nếu thật sự giỏi như vậy, sao có thể để bị bắt nạt? Cô nói gì? Ý tôi là, sao không thử kim châm định huyệt? Kim châm định huyệt. Đây là kỹ thuật y thuật cổ, nếu sử dụng trong phẫu thuật, thì phẫu thuật của Mịch Mịch sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, ngay cả tứ đại gia tộc, tinh thông y thuật cổ, cũng không ai nắm vững, e rằng đã thất truyền từ lâu. Cô, định huyệt là tuyệt kỹ độc môn. Làm sao cô biết được? Bởi vì tôi biết. Sao cơ? Phan Tiểu Nhàn chắc sẽ thích. Đợi đã đừng. Ấy, đang nghĩ gì thế này? Nhưng cũng làm chuyện đó rồi. Còn là ân nhân Tống gia. Đối xử tốt chút cũng nên mà. Anh ấy bảo mình giặt đồ, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Thì mình cứ làm thôi. Thật là ngại quá. Phải làm sao đây, mọi người đều không có ở nhà. Rốt cuộc có muốn giúp không, nếu không tôi sẽ đi ngủ đấy. Người gì mà vô duyên, chắc chắn phải giúp rồi. Hỏi gì nữa? Vậy tôi đi đây. Chờ đã, kéo tôi lên với. Liễu thần bị bệnh sạch sẽ, không cho tôi dùng vệ sinh tầng dưới. Không muốn giúp chứ gì, anh cố ý phải không? Này, con trai ra ngoài, phải bảo vệ mình nhé. Sao tôi biết cô quay video không? Nếu đăng lên mạng thì sao? Tôi còn lấy vợ thế nào được? Tên nhỏ mọn. Đáng ghét quá đi. Có phải đùa quá rồi không? Cô ta sẽ không gặp chuyện chứ? Ê, anh đang chạm đâu đấy? Tôi không có. Nhìn gì mà nhìn, nhắm mắt lại nhanh lên, tôi không có nhìn. Lại nữa. Không quá ba lần, nói xem anh có phải cố ý không. Này, cô có bị hoang tưởng không? Tôi đi lên lầu ngủ đây, cô bảo tôi ở lại giúp mà. Mở mắt ra được rồi. Đã được lợi mà còn làm màu, nói anh bồi thường thế nào? Tôi lỡ làm cô bị thương, tất nhiên sẽ giúp cô chữa trị, chứ còn sao nữa? Anh đã nhìn thấy cơ thể tôi, chuyện đó anh tính sao đây? Đương nhiên là huề rồi, lần trước để cứu mọi người, tôi cũng bị lộ rồi mà. Các người không ai nhắm mắt cả, cô là người nhìn nhiều nhất. Đồ nhỏ mọn, đồ tôi bị ổi. Cô chữa hay không đây? Chờ lát nữa chân sưng lên. Đừng nói là không mang vừa giày, quần cũng không kéo lên được. Không cần thì tôi đi đây, chữa chứ, tất nhiên phải chữa rồi. Lợi dụng người khác gặp khó khăn, thật hèn hạ. Trời ơi, đồ biến thái, anh đang nhìn đâu vậy? Tôi mang cho anh bất ngờ đây. Không có ai, vậy sẽ chuẩn bị bữa tối trước. Điềm Điềm em sao vậy? Đồ biến thái, đồ dâm tặc. Hai người đang làm gì vậy? Không phải như cô nghĩ đâu, tôi thật sự.
Điềm Điềm. Chị Viên Nhiên, em vừa tắm xong. Anh ta đã xông vào, một tay sờ vào chân em không làm gì. Chị Viên Nhiên, em sợ quá. Anh là người như vậy sao? Thật đáng tiếc là tôi đã. Không phải vậy, nói rõ ràng đi, tôi đâu có làm gì đâu. Chị sẽ gọi cảnh sát ngay, bắt kẻ dâm đãng này lại, không thể báo cảnh sát. Chân em vừa mới bị thương, anh ta chỉ giúp em xoa bóp. Trò đùa này quá đà rồi. Đùa sao? Phan Tiểu Nhàn. Anh không sao chứ? Xin lỗi mà, tôi cũng không biết, chị Viên Nhiên có côn điện. Lấy oán báo ân, trái tim độc ác, ôi chao. Chuyện này tôi cũng có lỗi, tôi không nên chưa hỏi rõ, đã cho rằng anh là biến thái. Tôi không nên nghi ngờ anh. Tôi sẽ vào bếp nấu món ngon. Để chuộc lỗi. Đừng mà. Chị Viên Nhiên vào bếp. Em đã ăn rồi, em về phòng trước. Này, hôm nay cô ở với tôi, cô ăn lúc nào vậy? Khi anh không để ý. Cô ta sao vậy? Không cần để ý, đùa không đúng mực. Để con bé đói. May là không đi theo. Lần trước chị Viên Nhiên nấu ăn, suýt nữa mọi người tiêu đời. May chị Y Thần là bác sĩ. Chủ nhà, anh tự lo liệu đi. Tôi đi nấu ăn cho anh đây, anh ở đây chờ tôi, vậy thì xin phép nhận lời. Sao nhìn phản ứng Điềm Điềm, mình cảm thấy không yên tâm. Mình là tổng tài của Tống Thị, chưa từng gặp sóng gió nào, mình nhất định sẽ làm được. Cần tôi giúp không? Không cần, tôi tự làm được. Trời ơi, cô không nấu ăn mà đang gây hỏa hoạn đó. Cô đừng để cảm lạnh, mau đi thay quần áo đi, nhưng mấy món này. Thôi, để tôi làm cho. Anh là đàn ông mà biết nấu ăn à? Tôi sống ở thành phố này, một mình 3 năm rồi, có gì mà không biết làm, độc thân 3 năm, với độ tuổi của anh ta, mình là người đầu tiên của anh ta. Cô sao vậy? Sao mặt cô đỏ thế, cảm lạnh không sốt nhanh vậy đâu, không sao, tôi đi thay đồ đây. Người phụ nữ này thật kỳ lạ, nào là cảm ơn, nào là xin lỗi, cuối cùng, mình vẫn phải tự làm mọi thứ. Đến đây. Những món này là anh làm sao? Tất nhiên, cô thấy rồi mà. Nếm thử đi. Ngon thật đấy. Phải không? À, đúng rồi. Hôm nay để giúp cô che giấu, tôi lấy của ông nội cô 1 triệu, số tiền đó tôi tiêu hết rồi. Tặng cô 4 cây kim vàng này. Đây là Tống gia bị Lâm gia đàn áp, cuộc sống không dễ dàng. Ngày mai trong yến tiệc, cô cứ cầm chúng vào, chắc chắn sẽ có người giúp cô vượt qua khó khăn. Thật không đấy, anh rốt cuộc là người thế nào?
Tới bữa tiệc Hạnh Lâm cô sẽ biết. Đúng rồi, tiền giả làm vợ chồng, nhớ chuyển cho tôi, không được lừa đấy. Biết rồi. Chỉ biết đến tiền. Anh không nói tôi càng phải biết. Theo thỏa thuận, mình nên dọn phòng cho anh ta, và giặt đồ. Mình không tin, nhiều cơ hội như vậy rồi, vẫn không thể lấy lời từ anh ấy. Alo mẹ, muộn thế này có chuyện gì vậy? Người nào? Liễu Y Thần, cô cầm dao làm gì? Tôi là con gái, vào phòng của một chàng trai độc thân, phải mang theo thứ tự vệ. Anh, buông tôi ra ngay. Đồ của anh làm tôi đau rồi. Cô là bác sĩ hay lưu manh? Cô vào phòng tôi làm gì? Nhỏ thôi, Tiểu Điềm đang ngủ. Đừng để cô ấy hiểu lầm. À, cái đó. Anh dạy tôi nhận biết huyệt đạo đi. Cô học nhận biết huyệt đạo làm gì? Tất nhiên là để chữa bệnh rồi. Không được hỏi gì thêm. Tôi đã hứa sẽ giữ bí mật, nhưng anh yên tâm. Anh không dạy miễn phí đâu, sau khi việc hoàn thành, tôi sẽ trả công cho anh. Gì cơ? Anh có dạy không? Nếu anh không dạy, tôi sẽ tìm người khác dạy. Khi tôi dạy về các huyệt đạo, có thể sẽ tiếp xúc với cơ thể, yên tâm. Tôi học y nhiều năm, tự nhiên có thể phân biệt. Anh có đang lợi dụng tôi không? Nếu anh có ý đồ xấu nào, tôi sẽ khiến anh tứ chi rời rạc. Cái này quá nguy hiểm, đừng dùng. Cái này cũng, đừng. Bắt đầu thôi. Không ngờ ra cô ấy tốt như vậy. Này, ghê quá, ghê quá. Mình làm điều này để điều trị. Không thể để tâm trí mình lơ đãng. Đây là huyệt tồn trúc, thuộc kinh bàng quang chân thái dương, chủ trị chứng nhìn mờ. Đây là huyệt thừa khấp. Còn đây là huyệt phong trì. Sau đó là đàn trung. Đàn trung. Hoàn khiêu. Xuống ba ngón từ đầu gối. Là huyệt túc tam lý. Chủ nhà, tôi đến xoa bóp chân cho anh đây. Chị Y Thần, sao chị lại ở đây? Chị nghĩ ra một vài phương pháp điều trị. Đang hỏi ý kiến anh ấy. Anh ấy không phải chỉ biết massage, mà còn là bác sĩ châm cứu đúng không? Đúng rồi Điềm Điềm à, anh cực khổ mang em về, để massage chữa trị cho em. Trong mắt em, anh chỉ là bác sĩ châm cứu thôi à. Bác sĩ châm cứu, cũng có giá trị của bác sĩ châm cứu mà. Phương pháp mới của chị, cần đến các kỹ thuật, chính là châm cứu mà anh ta giỏi. Chị Y Thần không ngờ, chị cũng có ích. Chị cũng học giỏi đấy. Bây giờ đi tìm đồng nghiệp để thử tay thôi. Tôi khuyên cô đừng quá vội vàng. Cô chỉ vừa mới học xong, đối với tôi, như vậy là đủ rồi. Không hiểu chị Y Thần đâu, chị ấy là thiên tài y học được công nhận đấy. Anh là cái tên, ngay cả giấy phép hành nghề cũng không có. Làm sao có thể nghi ngờ chị ấy được? Tôi tin rằng cô ấy là thiên tài, nhưng y thuật cổ, không hề đơn giản như cô ấy nghĩ. Lỡ mấy cây kim này cắm xuống, làm đồng nghiệp lệch mồm méo miệng thì sao? Ai chịu trách nhiệm đây? Sao anh có thể nguyền rủa chị Y Thần được? Chị ấy vì bệnh của em gái tôi đã ở bệnh viện làm thêm vài đêm rồi,
Nếu anh còn nói chị ấy như thế nữa, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Phẫu thuật của Liễu Y Thần không phải chuyện nhỏ, tôi khuyên cô nên cẩn thận thì hơn. Anh đã dạy tôi nhận huyệt, nhưng không có nghĩa là anh có thể nghi ngờ tôi. Thế này đi, chúng ta hãy cá cược một lần. Nếu anh thua, thì anh sẽ làm tài xế cho tôi một tháng. Được thôi, thế nếu cô thua thì sao? Chuyện đó không thể xảy ra. Nếu tôi thua, thì tùy anh xử lý. Một lời đã định. Này, chị Y Thần, đợi em với. Phan Tiểu Nhàn, anh chắc chắn sẽ thua thôi. Tôi hy vọng cô ấy đừng bị vả mặt nhanh quá, đừng đến quá sớm. Chị Y Thần, chị tan làm rồi à? Kết quả thế nào? Đừng hỏi vội, tôi cần phải kiểm tra thông tin đã. Vậy mà còn phải hỏi, mặt mày đen thế kia, chắc chắn thất bại rồi, huyệt vị là đúng mà. Người bí ẩn đó đã đưa cho mình, các bước thực hiện châm cứu, mình cũng đã làm theo từng bước không sai một bước, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Đau quá! Có phải anh nhân cơ hội này để trả thù tôi không? Ôi, cái kim dài như vậy, đâm vào mà không cảm thấy gì. Sao anh làm được vậy? Đây chính là kỹ thuật đặc biệt của tôi, đây chính là châm cứu, không chỉ phải tìm đúng huyệt vị. Mà điều quan trọng nhất là kỹ thuật. Kỹ thuật của tôi bao gồm cả xoay kim và nhấc châm, cùng với hô hấp. Tôi cũng không hỏi anh những điều này. Với tính cách kiêu ngạo của Liễu Y Thần, ngay cả khi thất bại, cô ấy cũng sẽ không hỏi tôi. Tôi đã nhẫn nhịn khi anh cắm kim lung tung. Chỗ này này của cô có vẻ kỳ lạ. Đúng, điểm mấu chốt chính là kỹ thuật châm cứu. Tay phải cầm kim, tay trái nhấn vào huyệt. Xoay trái phải. Làm cho kim rung động, tìm đúng huyệt vị để điều chỉnh. Những phương pháp khác nhau. Ví dụ như huyệt toản trúc này. Huyệt tứ bạch. Những thứ này, không phải đều là những huyệt mà mình cần dùng sao? Điềm Điềm, tin vui của em đây. Lâm Ngạo Đông, sao cậu còn dám đến nhà tôi? Và, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra à? Đi hỏi bạn trai mới của con đi. Tống Viên Nhiên, khi ông nội tin tưởng cô như vậy, đã giao chức tổng giám đốc cho cô lại dám tìm một tài xế xe công nghệ. Giả Liễu Y Thần, lừa gạt mọi người, nếu không phải Lâm Thiếu nhắc nhở, chúng tôi đến giờ vẫn, cô còn coi tên lừa đảo đó là ân nhân nữa chứ. Anh ta lái xe thuê và chữa bệnh cho ông nội. Hai chuyện đó có mâu thuẫn gì đâu, chỉ họ, chỉ bị anh ta, làm cho mê muội rồi à, lúc đó có bao nhiêu người chứng kiến, đều có thể chứng minh, Phan Tiểu Nhàn chỉ gặp may thôi, chỉ có chị là tin anh ta, mọi người đều bị mù hết à. Sao có thể nói ngược lại trắng đen như vậy, để tôi nói cho chị biết. Lâm Thiếu đã cho người điều tra rồi, cái người mà chị gọi là bạn trai ấy, 3 năm trước từ quê lên Kinh Hải, chưa từng làm việc gì đàng hoàng, chỉ là một tên rác rưởi của xã hội. Thiên nhiên. Bọn tôi chỉ sợ rằng ông nội biết sự thật sẽ tức giận mà ngã bệnh thôi. Tôi đã phải lén lút, hẹn gặp riêng Lâm gia để cầu xin, cô mau đi quỳ xuống, xin lỗi Lâm gia đi, và cắt đứt quan hệ với tên nhóc đó, thì Tống gia chúng ta mới được cứu. Tống gia các người đã đắc tội với một nhân vật lớn ở Kinh Hải, nếu không có Lâm gia che chở, thì e là chỉ vài ngày nữa. Tống gia sẽ biến mất khỏi Kinh Hải. Phải làm gì? Tôi không cần phải dạy nữa chứ. Sự thịnh suy của Tống gia do tôi chịu trách nhiệm, Lâm Ngạo Đông, bây giờ mau cút ra ngoài cho tôi, nơi này không hoan nghênh anh. Không chịu uống rượu mời mà thích uống rượu phạt, người đâu? Người đâu? Tống Viên Nhiên, tôi đã nói rồi, cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Mẹ, các người để yên cho anh ta, đến tận nhà bắt nạt con sao, ây da, con gái. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho con thôi, Lâm gia, chuyện ngài đã hứa. Yên tâm, bữa tiệc hạnh Lâm chắc chắn sẽ có một chỗ cho Tống gia. Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, tôi cũng không ngại nói cho các người biết, lần này 4 đại gia tộc, tổ chức tiệc hạnh Lâm,
là để chúc mừng người kế nhiệm chức danh y thánh mới. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu các người với y thánh đại nhân, lúc đó Tống gia các người sẽ có thể thăng tiến một cách nhanh chóng, trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ gia tộc hàng đầu ở Kinh Hải. Cảm ơn Lâm thiếu, Tống gia xin đi theo sau anh. Nếu đã như vậy, Tống Viên Nhiên tôi sẽ dẫn đi trước. Đi thôi. Mẹ, mọi người hồ đồ quá, sao Lâm Ngạo Đông Mịch Mịch đã chuẩn bị xong trước phẫu thuật rồi, tôi phải nhanh chóng thu dọn hành lý, đợi khi đứa bé nhập viện, tôi phải ở bên cạnh nó. Cảm ơn người anh trai tốt bụng, nếu không có anh, tôi không biết bao lâu mới gom đủ tiền phẫu thuật này. Cái ký tên này, sao lại là tập đoàn Tống gia? Chẳng lẽ chị Viên Nhiên là người anh trai tốt bụng? Không đúng. Mịch Mịch rõ ràng nói đó là đàn ông mà. Ê! Hôm đó, đúng lúc, Phan Tiểu Nhàn đang chữa bệnh cho ông của chị Viên Nhiên. Tống gia đã treo thưởng 1 triệu. Chẳng lẽ... Đợi tôi với. Là cô à? Cô làm gì thế? Cẩn thận kẻo té. Tức chết đi được, lại lỡ mất rồi. Trời ơi, chẳng lẽ Phan Tiểu Nhàn là anh trai tốt bụng? Không được, tôi phải tìm anh ấy hỏi cho rõ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Phương pháp định huyệt bằng kim vàng tôi đã thử nghiệm thành công trên đồng nghiệp rồi. Quá trình phẫu thuật tiếp theo chắc chắn sẽ hoàn hảo. Chúc mừng, thế thì tôi sẽ rút lui. Chờ đã, làm ơn cho tôi biết anh là ai. Tôi đã có quá nhiều đào hoa rồi, không thể gây thêm rắc rối nữa. Ôi, thật xui xẻo, Tống Viên Nhiên không có ở đây, tôi phải tự giặt quần. Ôi trời, giữa ban ngày mà xem phim nhỏ, cửa cũng không đóng, người anh tốt bụng của tôi, chắc chắn là tên biến thái này. Tên biến thái, anh đang làm gì vậy? Sao cô vào mà không gõ cửa? Giữa ban ngày mà không làm việc tốt, anh còn trách tôi không gõ cửa à? Trước đây tôi còn coi anh là một người chính trực cơ đấy, đúng là mù quáng mà. Cô vào đây quát tôi làm gì? Cô có biết tôi đang làm gì không? Vừa rồi nếu không phải tại cô, thì tôi đâu có làm ướt quần chứ. Tại tôi đã làm ướt quần rồi. Đúng vậy, sao nào? Đưa tôi tờ giấy đó. Vừa mới dùng xong mà chưa lau sạch, không còn cách nào khác, phải giặt thôi. Nhìn xem cô làm gì này, anh còn dám cho tôi xem à? Thật coi tôi dễ bắt nạt nhỉ? Ôi, cô đang nghĩ cái gì vậy? Thực ra đây là... sữa chua. Này, này. Này, này. Ôi trời, cô nặng quá. Hóa ra thật sự là sữa chua à? Nếu không thì cô nghĩ sao? Còn nhỏ tuổi mà suy nghĩ đen tối. Tất nhiên tôi cũng nghĩ đó là sữa chua. Nhưng điều này không che giấu được hành động lưu manh của anh đâu. Người đàn ông ở nhà này đối diện với máy tính còn có thể làm gì? Tôi vừa rồi cùng với Liễu Y Thần thảo luận về việc châm cứu huyệt vị vì bệnh của Mịch Mịch mà tôi không tự lao khổ. Cô hiểu lầm tôi như vậy. Cô cũng thật vô tâm quá rồi đấy. Vậy à? Không đúng. Tôi chưa bao giờ nói với anh ấy, tên của Mịch Mịch, chị Y Thần cũng không nói đã học châm cứu, là để chữa bệnh cho ai đó. Vậy thì chỉ có một câu trả lời, anh ấy chính là anh trai tốt bụng của tôi. À, để tôi xem giúp cô. Nếu bị trật khớp mãn tính, thì sẽ rất phiền đấy. Nhưng tôi nói là được mà. Cái này là do tự cô làm trẹo đó. Phải trả tiền điều trị đấy. Được thôi. Bao nhiêu tiền vậy? Cô còn phải trả tiền phẫu thuật nữa. Thôi bỏ đi, nợ trước đã. Sau này trả cùng với tiền thuê nhà luôn. Cô đang làm gì thế? Tôi không muốn nợ tiền người khác đâu. Tôi có thể đưa cho anh ngay bây giờ. Cô định làm gì vậy?
Cô muốn lấy thân trả tiền thuê nhà à? Nếu tôi nói là có thì sao? Anh dám nhận không? Anh trai tốt bụng ơi! Đến lúc này rồi mà, anh vẫn còn muốn giấu tôi. Anh trai tốt bụng ơi, cô đang nói gì thế? Kỳ lạ quá đi, còn giả vờ với tôi nữa. Nhìn xem đây là cái gì? Ừ. Đây là tấm séc mà anh trai tốt bụng đã đưa cho em gái tôi. Lúc đó, anh đang giả vờ, làm bạn trai của chị Viên Nhiên. Tại buổi tiệc, số tiền, thời gian và chữ ký đều khớp. Anh giải thích sao đây? Có lẽ là trùng hợp thôi. Còn ngụy biện, tôi chưa bao giờ nói, em gái tôi tên là Đường Mịch Mịch, nhưng vừa rồi anh lại nói ra tên của em ấy. Anh giải thích thế nào? Chị Y Thần cũng chưa bao giờ nói, chị ấy học châm cứu để chữa trị cho ai. Anh biết từ đâu ra? Sao tự nhiên cô thông minh ra thế? Phụ nữ đang yêu, thường rất thông minh. Anh đã che giấu thân phận, và lén giúp tôi suốt 3 năm. Chắc không phải là thầm thích tôi đấy chứ. Tôi không, tôi làm vậy vì... Đừng giải thích. Giải thích là che đậy. Anh trai tốt bụng, anh có nhớ tôi đã nói gì không? Nói gì cơ, tôi đã nói, tôi nhất định sẽ tìm ra anh. Rồi sẽ gả cho anh. Cô nhận điện thoại trước đi. Chị Y Thần. Gì cơ? Sao ông ta không chịu ký tên chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuẩn bị trước phẫu thuật cho em gái tôi. Đã xong xuôi rồi, nhưng mà, bố tôi kiên quyết không chịu ký. Vào đơn đồng ý phẫu thuật, tôi cần phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Trước khi tiến hành phẫu thuật này, cần phải gây mê và loại bỏ phần bị bệnh. Nếu dừng lại lúc này, thì mắt của Mịch Mịch sẽ không cứu được. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đi. Đường Thành Long, tại sao ông không chịu ký? Dù tôi đã ly hôn với mẹ của cô, tôi vẫn là bố của cô, dám tỏ thái độ bất kính với tôi à? Điềm Điềm, ông Đường, bây giờ không phải lúc để cãi nhau, tình trạng của đứa trẻ rất nguy kịch. Ông Đường, ông là người giám hộ của đứa trẻ, hãy ký tên vào giấy phẫu thuật. Tôi đã nói rồi, ký thì có thể, nhưng phải đợi chuyên gia ngụy đến. Bệnh viện đã lập ra một kế hoạch chu đáo. Tôi là bác sĩ phẫu thuật chính của đứa trẻ, đã nắm vững kỹ thuật châm cứu đỉnh huyệt. Đối với ca phẫu thuật này hoàn toàn không có vấn đề gì. Rốt cuộc ông lo lắng điều gì? Kỹ thuật châm cứu đỉnh huyệt, thật là vô lý. Chuyên gia ngụy, ông đã đến, tiền đã hứa, yên tâm, sau khi phẫu thuật thành công, tiền không thiếu xu nào cho anh. Chuyên gia ngụy. Ông có ý gì vậy? Tôi cần một ca phẫu thuật khó, để giành lấy cho bệnh viện, cơ hội tham gia tiệc hành y. Tôi đã hẹn với ông Đường, ca phẫu thuật này sẽ do tôi thực hiện miễn phí, còn trả ông ta thù lao nhất định. Đây không chỉ là quyết định của tôi, mà còn là quyết định của lãnh đạo. Mọi người hãy tránh ra, sao lại như vậy được, tình trạng của đứa trẻ rất đặc biệt. Ông chưa tham gia vào quá trình, nghiên cứu kế hoạch phẫu thuật cho đứa trẻ, mà lại đột ngột tiếp nhận, là quá vô trách nhiệm với bệnh nhân. Tên tuổi của tôi, Ngụy Đông Phong, cô chưa từng nghe qua sao? Ở bệnh viện này, tôi nhận thứ hai, ai dám nhận thứ nhất? Cô chỉ là một bác sĩ trẻ mới ra trường, cũng dám nghi ngờ năng lực của tôi, muốn mất việc sao? Dù Y Thần còn trẻ, nhưng cô ấy đã nắm vững châm cứu vàng. Đây là phương pháp phẫu thuật đáng tin cậy nhất. Tôi nghĩ, việc tham dự Hạnh Lâm Yến và an toàn của bệnh nhân, có lẽ, cái sau mới là quan trọng nhất chứ. Cái gì mà kỹ thuật châm cứu vàng, y học cổ truyền cũng dám lên bàn mổ sao? Toàn là những thứ lạc hậu và mục nát, chỉ có kỹ thuật tôi học từ nước ngoài về, cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, mới có thể đảm bảo thành công của ca phẫu thuật. Chuyện này, đã quyết định như vậy rồi, ông Đường. Ký đi. Này này, đây là con gái ruột của ông, nếu thất bại, ông có gánh nổi hậu quả không? Hừ, thất bại thì chẳng khác gì trước đây. Có tiền mà không kiếm, chỉ có kẻ ngốc mới không ký, yên tâm đi. Từ điển của tôi không có từ thất bại. Tên nhóc này từ đâu ra, mà dám ở đây nghi ngờ ta? Tôi không phải nghi ngờ ông, mà là không tin tưởng ông.
Ngươi, ông không biết gì về kim châm định huyệt gỗ là gì. Với thái độ hành nghề như thế này, mà còn dám tự xưng là chuyên gia. Ông chỉ là một kẻ ngoại đạo, với danh phận của ta, không cần phải so đo với ngươi, chuyện này không phải là thứ ngươi có thể can thiệp. Tay này không phải ai cũng làm được. Nhưng tôi là bạn của bệnh nhân, tôi muốn có phương án phẫu thuật của bác sĩ Liễu. Được cô ấy chọn làm phương án dự bị, thật sự không quan trọng, cô ấy chẳng có cơ hội nào để vào phòng phẫu thuật. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, ông ta sẽ sớm cầu xin cô vào trong. Ký đi. Người đâu, chuẩn bị phòng mổ. Bình tĩnh đi, dù anh ấy có thất bại, vẫn còn có y thần mà, nhưng tôi không thể bình tĩnh được, dù sao người bên trong cũng là em gái tôi. Y thần, cô là bác sĩ, sao cô lại lo lắng chứ? Tôi lo lắng cho chuyện ông Ngụy, sẽ làm tình trạng của Mịch Mịch trở nên tệ hơn. Nếu lúc đó, người đã dạy tôi, kỹ thuật kim châm định huyệt bí ẩn ở đây thì tốt biết mấy. Anh ta chắc chắn sẽ xử lý được tình huống này. Chuyên gia Ngụy, kết quả phẫu thuật thế nào rồi? Phẫu thuật thất bại rồi. Sự chịu đựng của bệnh nhân đối với thuốc mê đã vượt qua dự đoán của tôi. Nếu tiếp tục phẫu thuật cưỡng bức, e rằng sẽ gây ra những rủi ro khác. Không phải ông đã nói, trong từ điển của ông không có chữ thất bại sao? Không còn cách nào khác, phẫu thuật luôn có rủi ro. Dựa trên tình trạng bệnh hiện tại, chỉ có thể lấy bỏ nhãn cầu mới có thể giữ mạng sống cho con bé. Ban đầu con bé chỉ cần thay giác mạc, sau khi ông điều trị lại phải lấy bỏ nhãn cầu. Ông rốt cuộc là chuyên gia hay lang băm đây? Tên nhóc, ngươi có hiểu gì không? Không hiểu thì đừng nói linh tinh. Nếu hôm nay không phải ta đích thân mổ, bệnh nhân đã có thể chết trên bàn mổ. Ngươi có tư cách gì mà nghi ngờ ta, chuyên gia Ngụy? Nếu phẫu thuật thất bại thì tiền của tôi. Đã nói là phẫu thuật thành công mới có tiền. Bây giờ tôi phải tìm ca phẫu thuật mới để giành quyền tham gia yến hạnh lâm. Đừng cản tôi, tránh ra, không thể như vậy. Đúng là, thằng hề nhảy nhót. Ethan, đến lượt cô lên rồi. Đợi đã. Làm gì vậy? Theo phương án khẩn cấp, tôi phải tiếp quản ca phẫu thuật. Tôi đã xử lý mọi thứ ổn thỏa. Cô vào đó, chỉ phá hỏng công sức của tôi thôi. Nếu xảy ra sự cố y tế, ai chịu trách nhiệm? Ông đang đùa à? Ông đã gây ra sự cố rồi. Bác sĩ Liễu vào đó là để cứu vãn danh tiếng của các người. Ồ, tôi hiểu rồi. Ông sợ cô ấy thành công ca phẫu thuật và cướp mất danh tiếng của ông, khiến ông mất đi tư cách tham gia tiệc y học đúng không? Đùa gì vậy, ta sợ sao? Nếu Liễu y thần có thể thành công, ta sẽ nhường lại tư cách tham gia tiệc y học duy nhất này cho cô ấy, và còn quỳ xuống xin lỗi cô ấy nữa. Rất tốt, nếu cô ấy thất bại, ta cũng sẽ quỳ xuống xin lỗi ông. Được, nhưng ta muốn thêm một điều kiện. Ta muốn cô ấy bị đuổi khỏi bệnh viện và chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề y tế. Liễu y thần, nếu cô dám đồng ý, tôi sẽ lập tức cho cô vào phòng phẫu thuật. Tôi đồng ý. Chị y thần cố lên, em tin chị. Người trẻ không biết trời cao đất dày, còn kim châm định huyệt, thật là chuyện đùa. Tôi lo lắng chuyên gia Ngụy sẽ làm tình trạng của Mịch Mịch trở nên tệ hơn. Nếu ca phẫu thuật của tôi thất bại, tôi muốn xem các người sẽ làm thế nào. Các người không giữ lời hứa, lấy con gái tôi ra làm thí nghiệm, thiếu tiền của tôi sẽ kiện các người. Tránh ra, ông chỉ biết đến tiền thôi. Đợi sau khi phẫu thuật của Mịch Mịch kết thúc, tôi sẽ không để con bé đi theo ông nữa. Bác sĩ Liễu, bệnh nhân bị chảy máu đáy mắt, nếu không phẫu thuật ngay sẽ không kịp nữa. Được. Chuyên gia Ngụy đã phá hủy cấu trúc giác mạc, tình hình hiện tại đã hoàn toàn khác với lúc hội chẩn. Cầu trời phù hộ, cho tôi giữ được đôi mắt. Tay phải cầm kim, tay trái ấn huyệt, xoay kim trái phải, thân kim rung động. Phan Tiểu Nhàn. Sao anh vào đây được? Giữ hơi thở, tâm không tạp niệm. Theo đúng phương pháp châm cứu mà tôi dạy. Bệnh về mắt lấy huyệt tinh minh. Từ khớp, cầu hậu cũng vậy. Phong chỉ định đầu ngục. Kim châm đến đây là xong. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm trợ lý cho cô. Tay trái ấn huyệt. Tay phải cầm kim.
còn trẻ mà dám đối đầu với tôi, thật là không biết lượng sức. Cô ấy đã vào đó lâu như vậy rồi, chắc hẳn ca phẫu thuật đã thất bại. Trưởng khoa Vương, tôi sẽ báo cáo sự cố y khoa này lên tổng viện. Đến lúc đó, không chỉ Liễu Y Thần bị sa thải, mà cả phòng của ông cũng sẽ chịu trách nhiệm, rõ ràng là ông đã can thiệp phẫu thuật một cách mạo hiểm. Với vị trí của tôi, ông nói xem tổng viện sẽ tin lời ai. À đúng rồi, ông Đường, anh không muốn tiền sao? Bây giờ cơ hội đến rồi. Liễu Yên Thần sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về sự cố y tế này. Đến lúc đó tôi sẽ viết cho anh một bản giám định trách nhiệm, anh có thể kiện cô ấy đến tán gia bại sản. Được, cứ làm như vậy. Ồ, Liễu Y Thần, sao rồi? Phẫu thuật thất bại rồi chứ? Mau quỳ xuống cho tôi. E là phải làm ông thất vọng rồi, ca phẫu thuật rất thành công. Tuyệt đối không thể nào. Thuốc mê bình thường, ghép giác mạc thành công, các chỉ số cơ thể đều bình thường. Ông Y thật kỳ diệu, tôi chưa từng thấy ca phẫu thuật nào xuất sắc như vậy, sau này ai mà nói trung y không thể lên bàn mổ. Tôi sẽ đấu tranh với người đó, không sử dụng quá liều thuốc mê. Làm sao các người đảm bảo, mắt của con bé không di chuyển, bản ghi phẫu thuật này chắc chắn là giả mạo. Các người biết không, hậu quả của việc dùng quá liều thuốc mê là gì không? Nói ai giả mạo, dù ông là chuyên gia, cũng không thể vu khống như vậy. Phẫu thuật đã được quay lại toàn bộ, ông phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Chuyên gia Ngụy, ông định đi đâu vậy? Ngươi làm gì vậy, đây là bệnh viện đấy, muốn gây loạn sao, chịu thua thì phải chịu, ông là một bác sĩ danh tiếng, chẳng lẽ lại không giữ lời? Hừ, lời cá cược miệng, ta không thừa nhận, ngươi có thể làm gì ta, còn muốn giở trò sao? Mọi thứ ở đây đều được ghi lại. Vì lợi ích cá nhân, ông cướp ca phẫu thuật của bác sĩ khác, bỏ mặc sự an nguy của bệnh nhân. Vi phạm y đức, coi thường quy tắc nghề nghiệp, người như ông mà cũng xứng hành nghề y sao, ngươi? Ta khuyên ông, hãy thành thật quỳ xuống xin lỗi, và thực hiện đúng cá cược, nếu không, ta sẽ công khai tất cả mọi chuyện này, để cho ông, tên giả mạo này, hoàn toàn rơi xuống đất. Xin lỗi, tôi sai rồi. Sự nhục nhã hôm nay, ngày mai ta sẽ trả lại gấp đôi. Còn dám đe dọa chúng ta, ông yên tâm, những người có mặt ở đây, nếu ai đó bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc, chúng ta đều sẽ tính vào ông. Ôi, chuyên gia Ngụy, tiền của tôi đâu? Lập tức đăng video lên mạng. Được, hắn chạy rồi, tôi sẽ đòi tiền các người. Hắn hứa phẫu thuật miễn phí cho ông, chúng tôi thì không có đâu, bác sĩ Liễu. Phí phẫu thuật là 1 triệu, xin người giám hộ nộp phí. Gì cơ, 1 triệu? Vậy mà các người cứ khăng khăng đòi tiền, tôi thì không có đâu. Thế là tốt rồi, Đường Thành Long sẽ không dám quay lại nữa. Bác sĩ Liễu, chúc mừng cô, hoàn thành một ca, biến điều không thể thành có thể. Tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo, cho cô đại diện bệnh viện, tham gia tiệc hành y đầu tháng tới. Cảm ơn trưởng khoa, ngôi sao sáng của tương lai. Từ nay về sau, khoa chúng ta sẽ tự hào về cô. Cố lên nhé! Làm sao mà Phan Tiểu Nhàn cũng biết châm cứu vàng nhỉ? Chẳng lẽ... Chị Thần, sao chị lại nhìn chằm chằm anh chủ nhà vậy? Phan Tiểu Nhàn, tôi có chuyện muốn nói với anh, đi theo tôi. Mau đến đây, có người bị thương ở đây. Tôi đi đây, cô gái mạnh mẽ à? Chị Băng, Như Băng, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là bác sĩ của đoàn làm phim, anh ấy ngã từ sàn đấu xuống. Không cần lo, tôi là bác sĩ, tôi biết tình hình, vết thương này. Ít nhất phải nằm 3 tháng, sao được chứ? Đoàn làm phim sắp khởi quay rồi, không có bác sĩ sao được? À, bác sĩ. Sao mọi người lại nhìn tôi? Đừng sợ, họ nhìn ai cũng vậy thôi, quen là được. Công việc nguy hiểm thế này, chị phải tăng giá đấy. Nếu không phải do Y Thần khen ngợi cậu nhiều, tôi thà chịu rủi ro bị thương, cũng không gọi chị đến phim trường. Vào phòng thay đồ giãn cơ cho tôi đi. Tuyệt. Tuyệt cái gì, mau lại đây.
dùng lực mạnh hơn chút đi, được. Chị à, chị đừng kêu nữa được không? Tôi biết ngay mà. Đồ dê xồm này không có ý tốt, chị tự kêu tôi mà, làm sao tôi biết chị sẽ lăn mình chứ? Đừng nói nhảm nữa, xem chiêu đây. Chị à, muốn tôi tuyệt tự sao? Để cậu khỏi làm hại người khác, thả chân tôi ra. Chị à, chị không luyện võ thuật sao? Sao lại chơi đồ vật thế này? Tôi học từ nhiều môn võ không được à? Cậu chịu thua chưa? Tôi đã chịu thua rồi mà. Đều là hiểu lầm thôi. Mồm mép trơn tru, tim đòn à? Ai da, đau, đau. Bên trên sao lại có tiếng đánh nhau? Như băng chị không sao chứ? Tôi thế này. Bị họ nhìn thấy thì ra thể thống gì nữa? Mau trốn đi, ở đâu? Sao bên trong không có ai nhỉ? Rõ ràng có tiếng mà. Tên sắc lang này, cậu tránh xa tôi một chút không? Chị nói lý một chút được không? Tôi có thể đi đâu đây? Ai dám đến đây gây rối? Bắt đầu rồi, mau đi thôi. Tôi cảnh cáo cậu, chuyện này tốt nhất cậu nên giữ kín trong bụng. Đi với tôi đến trường quay phía trước, cậu lợi dụng tôi, chuyện này, chúng ta sẽ tính sau. Cô nên cảm ơn tôi, may tôi không đánh phụ nữ, nếu không tôi đã đấm cô rồi. Nữ chính vào bốn cảnh một lần. Hành động. Sư tỷ giúp chúng ta trả thù. Xưng danh đi, tôi không đánh, kẻ vô danh tiểu tốt. Nhà vô địch karate, Đằng Điền Cương. Nhà vô địch Muay Thái, Thác Ni Sát Trai. Nhà vô địch Quyền Anh, Mạch Khắc Thái Sâm. Nhà vô địch Taekwondo, Phác Quốc Dương. Kung Fu Trung Quốc, không. Ít đấy thôi, chiến đấu đi. Người này đang làm gì? Đang làm gì vậy? Không đúng. Anh đang phá hoại gì? Đạo cụ này có vấn đề, các người kiểm tra đi, làm diễn viên quần chúng làm gì? Dạy dỗ anh ta cho tôi. Nhóc con. Phá hoại gì? Nghe tôi nói. Biết quy tắc không? Đã có tôi đây. Đến đúng lúc. Đạo cụ có vấn đề. Không thấy sao, mắt mù rồi. Trung Quốc có câu cổ ngữ, biết thời thế mới là anh kiệt. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nói không đánh thì không đánh à, cho tôi một lời giải thích. Người này từ đâu ra, gọi cảnh sát, xin lỗi, đây là bác sĩ tôi mang đến. Đánh nữa xảy ra chuyện đấy, còn không dừng lại. Tôi bảo dừng lại. Tôi đang cứu cô đấy. Anh mạnh hơn tôi nhiều, tại sao lại nhường tôi? Cô là người thuê nhà, vừa là ông chủ tạm thời, nếu bị đánh gãy thì sao? Ai trả tiền cho tôi đây? Cảnh này có vấn đề, có người muốn hại cô. Anh đừng nói bậy nữa, cảnh này bị anh phá rồi. Mọi người. Không sao chứ. Tôi muốn kiện hắn. Tôi muốn hắn đền tiền. Chuyện hôm nay là do tôi mà ra, tôi mời mọi người một bữa để xin lỗi. Chị Băng chỉ là người có kinh nghiệm, đây là vấn đề có thể giải quyết bằng một bữa ăn sao? Đoạn video này đã lan truyền khắp mạng rồi. Chị nói chúng tôi làm sao đây? Băng Băng à, Lâm Thiếu Lâm Ngạo Đông, là người hâm mộ của chị đấy. Chỉ cần chị đồng ý bên anh ta vài ngày, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, nếu không thì chúng tôi đăng bài truy cứu trách nhiệm của chị, công việc công khai. Lâm Ngạo Đông là cái gì? Trong lòng anh không biết sao?
Sự cố phim trường này trị giá bao nhiêu? Tôi đền, những chuyện khác miễn bàn. Lại là Lâm Ngạo Đông. Bồi thường. Phí tổn thất công việc, phí y tế, phí tổn thất tinh thần, tổng cộng là 5 triệu, cộng thêm tổn thất của đoàn phim là 20 triệu. Hàn Như Băng, cô đền nổi không? Gì? Như Băng à, Lâm Thiếu rất chân thành đấy. Tôi khuyên cô nên đồng ý Lâm Thiếu đi. Năm nay cô tích lũy được sự nổi tiếng và tài sản. Chỉ vì chuyện này tan thành mây khói sao? Hóa ra các người đợi tôi ở đây. Chắc là không có sự cố này, cũng sẽ tạo ra vài sự cố khác, để tôi phải gánh tội chứ gì. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Cô có chứng cứ không? Cô chỉ là một diễn viên hạng 18. Lâm Thiếu để ý đến cô, đó là phúc của cô đấy. Họ chắc chắn chúng ta, không có chứng cứ không sao. Tiền mất tật mang, chúng ta chịu thôi, người là do tôi đánh, tiền này tôi đền. Một thầy thuốc nghèo nhỏ bé. Đừng có chen vào chuyện này, không thể mời một bữa ăn sao? Nếu tôi có thể mời, có phải hết khoản nợ không? 20 triệu, chắc anh có thể gánh nổi chứ. Nếu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi sẽ cho anh cơ hội. Nếu anh có thể mời được bữa ăn này, chúng ta sẽ xóa hết nợ với Hàn Như Băng. Đây là khách sạn đắt nhất ở Kinh Hải, bữa tiệc đắt nhất ở đây, vượt qua khoản bồi thường 20 triệu rồi. Họ chỉ đang bẫy anh thôi, chuyện của tôi không cần cô lo. Đừng quên tôi là chủ nhà, và lại lần này tôi không đúng. Đã cho họ cơ hội đe dọa, tôi không thể để cô gặp nguy. Lời nói chắc chắn. Cứ gọi món đi. Mọi người nghe thấy rồi chứ, gã ngốc này đã nói rồi. Gọi món tự do nào các anh em? Gọi món. Đây là món súp vi cá đẳng cấp nhất. Mỗi đĩa này đã 100 ngàn rồi. Đây là rượu Romanée Conti năm 1945. Giá trị hàng triệu, ăn đi. Ăn no rồi, thanh toán thôi. Chào anh, tối nay tiền ăn là 38.880.000. Cái gì hơn 30 triệu? Thế nào, trả tiền đi chờ đã. Tối nay tôi đã tiêu nhiều tiền thế, gọi một đĩa trái cây không quá đáng chứ. Được thôi, anh cần trái cây gì? Muốn cười chết tôi à, ăn ở nhà hàng sang trọng thế này, mà còn gọi đĩa trái cây, anh nghĩ đây là bán sách ăn ở huyện à? Uống rượu không uống lại muốn uống phạt, 2 triệu cũng không trả nổi, bây giờ mất trắng 4 triệu nữa, tổng cộng là 6 triệu, Hàn Như Băng xem các người lấy gì đền, ra vẻ là phải trả giá. Cuộc sống thượng lưu là cái mà cả đời ông làm nội y, cũng không với tới được, ra vẻ anh hùng phải trả giá. Hàn Như Băng, tôi khuyên cô, tốt nhất gọi điện Lâm Thiếu xin lỗi, biết đâu Lâm Thiếu giúp cô thanh toán bữa ăn này. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Đừng có không biết điều. Chậm đã. Phan Tiểu Nhàn, việc này anh không quản được, đã quản thì tôi sẽ quản đến cùng. Phục vụ. Thẻ của ông già cũng có ích. Mấy kẻ tồi tệ này, nghĩ tôi mời bữa ăn này, là dễ ăn vậy sao? Chốc nữa sẽ biết tay, phục vụ tính tiền. Phan Tiểu Nhàn, làm gì thế? Bắp con đừng làm bộ làm tịch. Thanh toán quẹt thẻ. Thưa anh, thẻ này của anh. Cười chết mất, không phải cầm thẻ xe buýt đấy chứ? Nhóc con. Không phải anh muốn nói, là thẻ cao cấp đấy chứ? Phục vụ không nhận ra, quản lý đến mới quẹt được chứ gì, nếu tôi là anh, đã quỳ xuống xin lỗi anh em rồi. Dù có mất mặt trước nữ thần Hàn Như Băng của anh, thì cũng đỡ hơn là vào tù ngồi. Những nhân viên làm việc tại khách sạn này đều đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp. Tôi ngạc nhiên là anh ấy có thể đưa ra thẻ hạnh lâm. Thẻ hạnh lâm là cái gì? Thật không thể tin nổi, các người thông đồng để lừa chúng tôi sao? Số tiền quẹt thẻ 3.888 triệu. Quẹt thẻ thành công, một người thầy thuốc như anh sao có thể có nhiều tiền như vậy, giả vờ làm người thượng lưu mà chưa từng nghe đến thẻ hạnh lâm. Còn dám nói tôi thiếu hiểu biết, xem ai giống nhân viên phục vụ hơn. Đang nói gì vậy, tôi nói cảm ơn vì đã chiếu cố, không, là cảm ơn anh đã chiếu cố. Bây giờ nợ của Hàn Như Băng và các anh xong rồi chứ? Nhóc con, giỏi đấy, chúng ta đi,
Khoan đã. Tôi cho các anh đi chưa? Nợ của các anh thì xong rồi, nhưng nợ tôi thì chưa xong. Một thầy thuốc nghèo có gì để nói, thay đạo cụ trên phim trường, hãm hại diễn viên, ức hiếp kẻ yếu, giúp kẻ ác làm điều xấu, cậy quyền cậy thế, ép người tốt làm điều xấu, chưa tính rõ ràng đã muốn đi. Phan Tiểu Nhàn, hôm nay anh đã làm đủ nhiều cho tôi rồi, cái này tôi sẽ tự mình tính sổ, tôi chỉ là người thuê nhà, không đáng để anh làm như vậy. Gia huấn của môn phái, kẽ trời đất, lòng nhân ái với muôn vật, tâm có chính khí, trừ ác diệt tà, khi gặp phải bọn cặn bã, tất nhiên không thể tha. Giả làm gì sứ giả chính nghĩa, nào nào nói đi anh muốn tính sao? Tôi muốn các người quỳ xuống, xin lỗi Hàn Như Băng, và không làm phiền cô ấy nữa, không bắt nạt nữ diễn viên nữa, không làm kẻ đồng lõa nữa. Đừng tưởng mấy đồng tiền thối là có thể điều khiển được tôi, hôm nay tôi sẽ ra khỏi cửa này, anh có thể làm gì tôi, đồ thần kinh. Thật đáng tiếc, nếu anh ra khỏi cửa này, chắc chắn chết không nghi ngờ. Tôi tin cái đầu anh. Đau chết mất. Thằng này học y đấy, không lẽ đã đầu độc chúng ta? Đầu độc là trọng tội đấy, tôi báo cảnh sát bắt anh, tôi không đầu độc đâu, do các người tự chuốc lấy. Trái cây này ngon không? Các người ăn quá nhiều protein, rượu vang nấm, và trái cây xung khắc với nhau, hẹ thì tê liệt, nặng thì mất mạng. Chúng tôi sai rồi. Nhớ lời hứa của các người, nếu không, được rồi, hai vị đi thong thả. Vừa nãy, nếu anh không ra tay, họ có thật sự chết không? Chỉ là đau bụng thôi, tôi đã tính toán kỹ, họ sợ chết thôi. Đưa tôi về trường quay trước. Tối nay, tôi sẽ cảm ơn anh. Tối nay, cảm ơn tôi. Lần này tuyệt đối, không phải cố ý, chính cô tự dừng lại. Tôi biết, anh không cố ý, sợ gì chứ? Không biết ai, trước đây muốn giết tôi. Chuyện trước đây, là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Sao đột nhiên, thay đổi tính cách vậy? Anh giúp đỡ tôi như vậy, nếu tôi còn không hiểu. Tấm lòng của anh thì thật quá ngu ngốc, người giang hồ rõ ràng yêu ghét. Đây là phần thưởng cho anh. Được rồi, tôi phải thay đồ, nhanh ra ngoài đi. Tôi nói cô nghe này, mua cho tôi chai coca, tôi muốn loại lạnh. Sợ gì giang hồ, dám yêu dám hận, huống chi. Anh ấy lại không có bạn gái. Chào người đẹp. Ai? Đứng lại. Không thì tôi không khách sáo, tôi muốn xem. Không khách sáo thế nào? Không ngờ một diễn viên, cũng có võ thuật, nói nhảm. Trước khi làm diễn viên, tôi đã 3 lần, vô địch võ thuật, không ngạc nhiên Lâm Thiếu muốn có. Có một, người đẹp bên cạnh, vừa có thể ủ ấm giường, vừa có thể bảo vệ mình. Tiếc là cô. Không biết tốt xấu, lại là Lâm Ngạo Đông, tên khốn đó, hắn ta muốn làm gì? Lâm Thiếu nói, cho cô hai lựa chọn, thứ nhất là đi theo tôi, ngoan ngoãn làm theo hắn, làm trợ lý riêng. Hai là đánh gãy tay chân của cô, biến cô thành phế nhân. Còn tôi, cá nhân tôi vẫn mong, cô chọn điều thứ hai, bởi vì, tôi thích, vừa hành hạ mỹ nhân, vừa, bẻ gãy tứ chi của họ. Tiếng hét vô vọng đó. Thực sự là âm nhạc, tuyệt vời nhất trên thế giới này, ha ha. Biến thái. Nhanh chóng nhận thua đi, thực sự có vài đòn, nhưng cuối cùng vẫn là phụ nữ, sức mạnh còn kém xa. Ha ha, để tôi ngửi xem, có thơm không? Thả cô gái đó ra. Phan Tiểu Nhàn, anh không đánh lại hắn đâu. Chạy mau, chạy đi đâu, chết. Anh biết điểm huyệt hả?
chỉ là thao tác cơ bản thôi, không cần kinh ngạc, định xử lý người này thế nào. Thằng khốn này, chuyên thích bắt nạt phụ nữ, hay là thiến hắn đi. Tôi là người của Lâm Thiếu, các người dám động đến tôi không chỉ động đến anh, còn khiến anh không làm được đàn ông. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp, nữ hiệp, tôi vừa rồi chỉ là khoác lác thôi, tôi đã tập luyện trong võ quán 30 năm. Tháng trước mới cùng sư đệ giải nghệ tìm kế sinh nhai. Vào phụ nữ nào, xin hai vị cho tôi cơ hội. Từ nay tránh xa Lâm Ngạo Đông, sau này đối với hai vị, tôi sẽ luôn nghe theo, hết lòng tuân phục để đền đáp ân lớn này. Dừng, dừng, đừng có nói nhảm, vừa rồi cùng với hai vị. Tôi nhận ra núi cao còn núi cao hơn, người giỏi còn người giỏi hơn, như dòng sông cuồn cuộn, không ngừng chảy, im đi, được thôi. Lớn tuổi thế này rồi, mà vẫn còn là trai tân. Người này, chỉ là kẻ ngốc to xác, bị Lâm Ngao Đông lợi dụng. Gọi cho tôi muộn thế này, là muốn trả tiền sao? Phan Tiểu Nhàn, đến cứu tôi nhanh lên, gì cơ, cô ở đâu? Không ổn rồi, Tống Viên Nhiên gặp nguy hiểm. Có phải họ Tống không? Tóc dài, mắt to, còn là Tổng Giám Đốc, đúng rồi biết cô ấy ở đâu không? Anh em của tôi đã bắt cô ấy, đại ca, hôm nay chỉ cần anh, tha mạng cho tôi Hạ Sơn Hổ, không chỉ dẫn đường cho anh, mà sau này, còn nghe lời anh răm rắp, phục tùng mệnh lệnh, nói nhảm nữa, coi chừng tôi giết anh đấy, được được. Ta đã chạm vào điểm yếu của ngươi rồi, trên đời này ngoài ta ra, không ai có thể giải được, vừa rồi thấy khả năng của ta, đừng dở trò, được rồi, cô đi bệnh viện, chữa vết thương đi. Sau đó, với Liễu Y Thần, tôi sợ Lâm Ngạo Đông, thằng đó, sẽ lại gây rắc rối. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, sao phải đến mức này, Lâm Ngạo Đông, ngươi đừng hòng, mơ tưởng nữa, ta sẽ không đồng ý đâu, cưng à. Điều này không do cô quyết định. Lần trước cô may mắn thoát được. Lần này, chúng ta sẽ tăng liều lượng. Chỉ cần cô trên giường, hầu hạ tôi thật tốt, tôi đảm bảo, cô sẽ không rời xa tôi được. Đê tiện, tôi cũng không muốn vậy. Tất cả là do cô cố chấp. Nên tôi mới phải dùng hạ sách, chỉ cần cô ngoan ngoãn, uống gói hợp hoan tán này, hầu hạ tôi thật thoải mái. Tôi đảm bảo, cho cô tiếp tục làm, Tổng Giám Đốc Tống Thị, thậm chí, dẫn cô đến yến tiệc hành lâm, cho cô mở rộng tầm mắt. Làm như yến tiệc hành lâm là do ngươi tổ chức không bằng. Phan Tiểu Nhàn. Đồ phế thải này, ngươi dai dẳng quá đấy. Đường lên thiên đàng không đi, địa ngục không lối lại xông vào. Là tự ngươi cút, hay để ta giúp ngươi cút, ta định. Đợi bữa tiệc này xong, rồi xử lý ngươi tên rác rưởi. Đằng này ngươi đã tự đến đây, đừng trách ta. Cho ngươi lên đường sớm, nói láo không biết ngượng. Ngươi quên rồi sao, ta đã đánh ngươi, tới mức chạy té khói. Ngươi còn dám nhắc chuyện này, hả? Hôm nay ta không giết ngươi, thì ta, Lâm Ngạo Đông, sẽ viết ngược chữ Lâm, anh em. Vào đây. Vào đây. Sau khi bị ngươi làm nhục, ta đã bỏ rất nhiều tiền. Để mời cao thủ này, hắn bảo vệ ta suốt 24 giờ. Sợ rồi chứ? Nếu sợ thì nhanh, quỳ xuống xin lỗi. Biết đâu, ta vui vẻ. Chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi. Để lại cho ngươi một mạng chó. Phản diện chết vì nói nhiều mà, ngươi chẳng biết rút kinh nghiệm. Này, ta không sao, ối chà, ba tên này cũng có chút bản lĩnh đấy. Ngươi có biết họ là ai không? Họ nổi danh là Hạ Gia Lừng Danh Võ Đài Ngầm, Sài Lang Hổ Báo. Bốn anh em, hiện tại chỉ có ba em nhỏ. Hạ Sơn Hổ. Trên võ đài, giết người không ghê tay, Diêm Vương Võ Đài, Phan Tiểu Nhàn. Ngươi sợ chưa, Hạ Sơn Hổ à? Chỉ là kẻ bại dưới tay ta thôi. Hạ Sơn Hổ à, chỉ là kẻ bại dưới tay ta thôi. Nhóc con, dám xúc phạm đại ca ta, tìm chết, cẩn thận. Ba người họ quả thực không tồi, nhưng vẫn chưa đủ để đấu với ta. Còn không mau cút đi. Lâm Ngạo Đông. Đến lượt ngươi rồi. Đợi đã, Phan Tiểu Nhàn.
Ngươi có gan thì để ta gọi điện. Hạ Sơn Hổ. Ngươi ở ngoài cửa à? Mau vào đi, nếu chiêu sát thủ của ngươi là Hạ Sơn Hổ, thì bây giờ, ngươi có thể quỳ xuống rồi. Bắt ta quỳ xuống, ngươi xứng sao? Ta muốn hắn chết. Còn đứng đờ ra đó làm gì? Ra tay đi. Hạ Sơn Hổ, ta bảo là muốn hắn chết, không phải đưa chìa khóa. Có phải ngươi trên võ đài bị người ta đánh cho ngu rồi không? Ra tay đi. Ngươi điên rồi à? Đại ca, xe đã dừng lại, lùi xe vào bãi, đầu xe hướng ra ngoài. Lát nữa, anh chỉ cần xoay nhẹ vô lăng là được. Im lặng, im lặng. Nói nhiều quá. Được rồi, được rồi. Giỏi lắm, đồ phản bội. Ta nuôi ngươi ăn uống, còn trả nhiều tiền cho ngươi. Ngươi không nghe lời ta. Còn chút nào, đạo đức nghề nghiệp không? Ta chính là kẻ xấu. Nói gì với ngươi, về đạo đức nghề nghiệp, đây gọi là ác giả ác báo. Hạ Sơn Hổ, dạy cho hắn một bài học. Nhớ nhẹ tay, đừng đánh chết hắn. Ngày mai có tiệc hạnh lâm, sẽ không vui đâu. Đúng đúng, yến hội hạnh lâm, Tống Viên Nhiên, nếu cô để hắn động vào tôi, ngày mai, tại yến hội hạnh lâm, tôi sẽ cùng ba đại gia tộc, để cho Tống gia của cô, tan thành mây khói. Ây da! Người biết thời thế là anh kiệt. Thế mới đúng chứ. Tống Viên Nhiên. Nếu cô, nằm trên giường chờ tôi có thể cho cô, vinh hoa phú quý không hết, nhưng cô lại muốn đối đầu với tôi rất nóng tính đó, ta phải làm thế nào để ngươi tha cho Tống gia? Cái này, đơn giản thôi, để cho người bên cạnh cô, hộ hô sứ giả này, quỳ xuống giả tiếng chó. Liếm sạch giày của tôi. Sau đó, chổng mông lên, trên giường chờ tôi. Ngươi bảo ai trên giường, chổng mông chờ ngươi, ngươi ghê tởm không? Ta đang nói đến Tống Viên Nhiên. Chơi ta phải không? Được, các người đã mất cơ hội cuối cùng. Ta tuyên bố. Ngày mai tại tiệc hạnh lâm, ta muốn Tống gia bị loại khỏi Kinh Hải. Khẩu khí thật lớn, y giới, không phải Lâm gia, độc quyền. Cho dù ngươi liên kết ba đại gia tộc, trong mắt ta, cũng chỉ là con kiến. Ngươi, có một số người, không thấy quan tài không đổ lệ. Hạ Sơn Hổ, trong túi hắn có một gói thuốc màu hồng, cho hắn uống vào. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Ha ha, tốt. Ngươi không thể làm vậy. Ngươi không thể. Tên biến thái này, chết đi. Chuyện không phải đã được giải quyết rồi sao? Lâm Ngạo Đông chắc chắn sẽ không bỏ qua Tống gia. Bây giờ, phải làm sao đây? Ây dô. Lâm Ngạo Đông, tôi chẳng để vào mắt. Tôi đã đưa cô 4 cây kim vàng rồi mà. Ngày mai, mang nó đến tiệc hạnh lâm, trực tiếp tìm Y Thánh giúp đỡ. Chắc chắn có thể giúp Tống gia vượt qua khó khăn. Anh chắc chắn chứ? Tôi cầm 4 cây kim vàng này, không chỉ có thể vào yến tiệc hạnh lâm, còn có thể gặp Y Thánh trong truyền thuyết, còn được xem trọng. Chính xác mà nói, một cái là đủ rồi. Mệt cả ngày rồi, tôi phải đi tắm rửa và ngủ. Cô gọi cho Hàn Như Băng, báo cho cô ấy biết. Cô ấy biết. Phan Tiểu Nhàn, tôi tin anh. Viên Nhiên, chị không sao chứ? Lâm Ngạo Đông, có làm gì chị không? Chị không sao, may mà Phan Tiểu Nhàn đến kịp thời, đã xử lý Lâm Ngạo Đông một trận ra trò. À, đúng rồi, mấy người các em thường ngày đều bận rộn riêng, hôm nay sao lại cùng nhau về? Anh trai tốt bụng của em đã cho em 1 triệu, giúp em gom đủ tiền phẫu thuật cho Mịch Mịch. Hôm nay là ngày phẫu thuật, vì vậy em luôn ở cùng chị Y Thần. Phẫu thuật có thành công không? Ấy, thật là gian nan lắm. Chúng em đã gặp một chuyên gia giả mạo, lừa đảo. Ca phẫu thuật của chị Y Thần suýt nữa làm mù mắt của Mịch Mịch. May mắn thay vào phút chót, chị Y Thần thể hiện tài năng. Chị ấy không chỉ chữa khỏi mắt của Mịch Mịch, còn khiến chuyên gia giả mạo phải quỳ xuống xin lỗi.
Y thần. Thật lợi hại, không hổ là bác sĩ thiên tài. Em đâu có lợi hại như vậy, là có người âm thầm giúp đỡ em. Chỉ là em chưa đủ kinh nghiệm, nên bệnh viện cuối cùng không đưa thiệp mời Hành Lâm cho em. Nếu không thì em chắc chắn sẽ đưa thiệp mời đó cho chị, để giúp chị vượt qua khó khăn. Y thần, yến tiệc Hành Lâm đối với bác sĩ quan trọng như vậy, em cũng sẵn sàng đưa cho chị, là chị của em, chị càng không thể ích kỷ. Chị có đây, 4 thiệp mời. Sao lại là kim tiêm, không phải bị lừa đấy chứ? Yên tâm đi. Đây là người rất quan trọng với chị, đưa cho chị. Không thể lừa chị được. Theo như em biết, yến tiệc Hành Lâm, bề ngoài là hội nghị giới y, nhưng thực tế, nhiều gia tộc hàng đầu cũng sẽ tham gia, có những gia đình nhỏ, cố gắng hết sức, cũng chưa chắc vào được. Thật tuyệt vời quá, chị Viên Nhiên, nếu chị được tham gia, thì không bao giờ phải sợ Lâm Ngạo Đông nữa. Sao có thể, chỉ có mình chị đi được, tất nhiên là chúng ta, 4 chị em, cùng nhau đi rồi. Chị Viên Nhiên, chị thật tốt quá. Viên Nhiên, cảm ơn chị. Em nghe nói, một tấm thiệp mời, có thể mang theo một người, vậy em có thể mang theo. Người đã giúp em không? Một người bí ẩn. Người anh tốt bụng của em. Em cũng có người, muốn giới thiệu với các chị. Các em thật là, đều giấu chị để yêu bạn trai. Như băng, em chẳng phải nói rằng, đàn ông làm được em cũng làm được, thế giới của em, không cần đàn ông mà. Anh ấy giỏi hơn em nhiều, em phải gọi điện hỏi xem, anh ấy có thời gian không, đi thôi. Nếu mình trực tiếp lên đó, tìm anh chủ nhà, chắc chắn sẽ bị họ cười nhạo. Mình đợi họ về phòng hết, sẽ lén lên tìm Phan Tiểu Nhàn, em, cũng về phòng, gọi điện, mai gặp. Vậy, em cũng đi đây. Từng người một bí ẩn quá. Đúng rồi, Kim Trương tặng cho 4 người họ. Phải nói với Phan Tiểu Nhàn, nhưng mà, anh ấy đang tắm. Tắm thì sao chứ? Đợi họ về phòng hết. Mình sẽ lén lên. Anh chàng tốt bụng. Không phải, đêm khuya cô mặc như thế này, cô định làm gì vậy? Anh chàng tốt bụng, tôi là người, nói là làm. Nên lấy thân báo đáp. Chỉ báo đáp một nửa, thì sao được chứ? Cô! Chân thành như thế này, cũng không cần phải như vậy đâu, thật là kiên cường. Không có chút tỉnh thú nào. Anh thầm thương tôi 3 năm, bây giờ thế nào rồi? Giờ trông như, tôi phải theo anh vậy. Ấy, thôi được rồi, thấy anh tốt với tôi như vậy, tôi sẽ miễn cưỡng, chấp nhận anh. Có cần, tôi giúp anh lau lưng không? Không. Không cần đâu, cô hiểu lầm rồi, tôi thực sự đã giúp cô 3 năm, tôi chỉ là anh ngại ngùng, không tiện nói, trực tiếp tỏ tình với tôi. Không ngờ anh, bên ngoài phóng khoáng, nhưng bên trong vẫn là một cậu bé ngây thơ. Thôi được, tạm tha cho anh. Nhưng, anh phải đồng ý với tôi, gì, ngày mai, đi dự tiệc Hành Lâm với tôi. Đợi khi tôi chính thức, giới thiệu anh với họ, chúng ta sẽ công khai, ở bên nhau, được không? Cô, sao cô có thể dự tiệc Hành Lâm, Phan Tiểu Nhàn, anh ở trong đó không? Thật là mất mặt, đừng nói với chị Y Thần, rằng tôi ở trong này. Ê ê! Tôi đi, không phải, cô không cho tôi vào phòng cô, sao cô tùy tiện vào phòng tôi là con gái, đương nhiên có quyền, tôi là một cô gái xinh đẹp, mặc như thế này đến tìm anh. Anh còn chê à? Sợ gì chứ, chẳng lẽ trong phòng tắm của anh? Có người trốn à? Tất nhiên là không. Ê, tôi có cho cô vào không? Tôi không làm như vậy, thành thật mà thừa nhận đi. Thừa nhận gì? Dậy xong kim châm định huyệt, rồi xóa tôi đi, không cho tôi cơ hội cảm ơn. Một lời cũng không, sao chứ? Anh sợ, tôi lấy hết y thuật của anh. Rồi làm anh mệt mỏi sao? Không biết xấu hổ.
Sao cô biết hết mọi thứ vậy? Thế này nhé, tôi sẽ cho anh một cơ hội đền bù. Ngày mai cùng tôi đi, dự tiệc hạnh lâm, coi như đó là sự đền bù của anh cho tôi. Phan Tiểu Nhàn, mở cửa ra, không mở tôi sẽ phá cửa đấy. Ê, ái chà, tránh ra, chỗ đó không thể đi vào. Hi. Ôi chao, sao không nghe điện của tôi? Vừa rồi tôi tắm, không nghe thấy. Đều là người giang hồ, tôi sẽ nói thẳng luôn, 40 triệu phải không? Tôi không trả nổi đâu. Cộng thêm, ân cứu mạng hôm nay, đại tỷ, tôi không yêu cầu cô trả lại. Sao có thể được chứ? Tôi là người luyện võ mà, ân nhỏ giọt nước, nên báo đáp bằng cả dòng suối. Nếu như, anh không chê. Anh xem. Tôi thế nào? Không biết xấu hổ. Anh không nói gì, tôi sẽ coi như anh đồng ý. Ngày mai đi cùng tôi, dự tiệc hạnh lâm. Tôi sẽ nói quan hệ của chúng ta, với ba chị em còn lại. Vậy là quyết định rồi. Không phải, sao cô cũng có thể đi dự tiệc hạnh lâm được? Không ổn, tiếng bước chân của Viên Nhiên. Bây giờ ra ngoài, đã không kịp rồi. Ôi! Đừng để Viên Nhiên biết tôi ở đây, quá ngại ngùng rồi. Ôi đừng! Chào! Ôi chào! Chào! Làm sao anh biết? Tôi đến tìm anh, không thiếu được, chúng ta ra ngoài nói nhé. Ôi, đừng vội mà! Sao anh đầy mồ hôi thế? Để tôi bật điều hòa cho anh. Ôi không thể đâu, đó là phòng tắm mà. Nhấn nhầm thì nhấn nhầm thôi, anh la mắng tôi làm gì? Thôi được rồi không sao, điều này không quan trọng đâu, cô có chuyện gì không? Kỳ lạ thật, con trẻ mà. Sao lại mệt vậy? Anh không phải là yếu đuối chứ, bác sĩ không tự chữa bệnh được. Sau khi tham gia tiệc hạnh lâm, tôi sẽ nhờ y thần khám cho anh, ừ. Hôm nay tôi đến, có hai việc muốn nói với anh. Việc đầu tiên là, cây kim vàng anh tặng mình. Tôi đã tặng cho Như Băng, Y Thần, và Điềm Điềm, mỗi người một cái, anh không phiền chứ? Không ngờ họ lại, mời mình đến tiệc hạnh lâm. Hóa ra tất cả, là do cô làm, Tống Viên Nhiên, xem việc tốt cô làm kìa. Đây. Sao khan khô nhanh như vậy? Để tôi bật điều hòa. Cho anh nhé. Ây, ôi, không cần. Xin lỗi. Tôi thật ngốc, tôi lại nhấn sai rồi. Tôi tìm anh. Việc thứ hai là, tôi muốn anh tiếp tục giả làm bạn trai của tôi, cùng tôi dự yến tiệc hạnh lâm. Tất nhiên, nếu anh muốn giả thành thật. Cũng được. Không biết xấu hổ. Này. Trong bồn tắm sao có âm thanh, có phải điều hòa hỏng rồi không? Không phải đâu. Sao lại là nước nóng vậy? Tôi. Như Băng, Y Thần, Điềm Điềm. Chẳng phải em, vết thương ở chân chưa khỏi sao? Em nghe nói trên mạng, chườm nóng tốt cho chấn thương, em xuống lấy ít nước nóng. Đúng lúc chị Y Thần tới, sợ chị ấy hiểu lầm, em liền trốn vào phòng tắm. Dưới lầu có nước nóng mà. Chị đừng để ý, những chi tiết nhỏ nhặt đó. Chị Y Thần, sao chị lại ở đây? Hôm nay tôi phẫu thuật cả ngày. Muốn tắm rửa, dưới lầu cũng hết nước nóng rồi. Mượn phòng tắm một chút. Đúng lúc nghe thấy, chị Như Băng gõ cửa ngoài kia. Vậy nên... Sợ chị ấy hiểu lầm à? Thật tình cờ, không phải sao? Đúng không? Này, chị Như Băng, sao chị cũng ở đây? Hôm nay... Tốn khá nhiều tiền đó. Tôi đến là để tìm anh ta, bàn chuyện trả tiền. Hoàn tiền. Viên Nhiên, chị đến làm gì?
Gì, đây không phải là lúc chung sống. Đã nói trước rồi sao? Chị sẽ nấu ăn cho Phan Tiểu Nhàn, giặt quần áo, dọn dẹp phòng. Xem có, quần áo bẩn không để giặt. Vậy bốn chúng ta ở đây, là hợp tình hợp lý rồi. Đúng đúng. Hóa ra các người đều giả vờ, không nghe thấy đối phương nói gì, đúng không? Ừ, đã giải thích rõ ràng rồi. Vậy thì chúng ta, về thôi, ngày mai còn có việc. Ừ. Đúng đúng. Ấy, một lúc bốn người. Tổ sư gia trên cao. Điều này không thể trách con. Lâm Thiếu, chúc mừng Lâm gia, thành gia tộc số 1 Kinh Hải. Buổi tiệc hành Lâm này, là do bốn gia tộc, cùng nhau tổ chức. Lâm gia chúng tôi, nhận sự tin tưởng của Y Thánh, giúp đỡ cung cấp địa điểm thôi. Gia tộc số 1, không dám nhận. Lâm Thiếu thật khiêm tốn, ba gia tộc còn lại, lần lượt đóng quân tại Vân Thành, Bắc Thành, Yến Thành, còn tại địa phận Kinh Hải này, Lâm gia xếp thứ 2, ai dám xếp thứ nhất? Ông nhìn xem, không dựa vào Tống Viên Nhiên, chúng ta vẫn dự tiệc hành Lâm, nhờ cả vào Lâm Thiếu, không chấp chuyện cũ, chịu dẫn chúng ta vào. Lâm Thiếu vốn là ân nhân lớn của Tống gia, nhưng nếu không nhờ Tiểu Nhã làm vui lòng Lâm Thiếu, thì làm sao chúng ta có cơ hội tham gia buổi tiệc hành Lâm như thế này? Ba, sau khi về nhà ba phải bãi nhiệm vị trí của Viên Nhiên, để Tiểu Nhã lên thay. Hừ, một kẻ ngoại tộc cũng dám xưng là người thừa kế Tống gia, chỉ có Viên Nhiên mới xứng đáng. Không phải do người quyết định. Tống Viên Nhiên đâu? Nếu không có Thiếu gia đây, cô ta thậm chí không có tư cách tham dự yến tiệc hành Lâm. Hôm nay, Thiếu gia sẽ, tại yến tiệc này, đưa Tiểu Nhã lên vị trí cao. Để Tống gia đổi họ thành họ Mã. Lúc đó, Tống Viên Nhiên chắc chắn sẽ quỳ xuống, cầu xin ta tha thứ. Ha ha. Ba, nhìn xem, ai đến này? Điều này không thể. Ông Tống, chú Tống, lâu rồi không gặp. Tốt lắm. Ê! Các người vào bằng cách nào? Dĩ nhiên là mượn danh nghĩa Lâm Thiếu gia vào. Cả Kinh Hải đều biết. Cô ấy và Lâm Thiếu, trước đây có hôn ước, nếu cô ấy quyết tâm vào, những bảo vệ, không hiểu biết ngoài cửa, ai dám cản trở. Thật là không biết xấu hổ, một bên hủy hôn, một bên đến dự tiệc hành Lâm. Ta khinh, các người thật là, vô lý hết sức, nhìn kỹ đi, đây là thiệp mời. Hả, đây là thư mời gì thế? Thật là không hiểu nổi, thư mời của tiệc hành Lâm, do bốn gia tộc lớn chúng ta, cùng nhau tạo ra, thư mời này, sao ta chưa từng thấy? Chị Viên Nhiên, chuyện gì vậy? Đừng lo, họ không nhận ra, vì họ hiểu biết hạn hẹp. Đợi khi, bốn tộc trưởng y giới đến, kim châm có hiệu quả không, sẽ tự rõ ràng, ngươi là người chết. Có tư cách gì, gặp bốn tộc trưởng? Ta là người chết. Sao ngươi biết? Đêm nay, bốn gia tộc lớn, tổ chức lễ đăng quang, cho đại nhân y thánh, chưa nói đến ngươi là rác rưởi, nhiều lần xúc phạm ta, chỉ nói đến ngươi tự ý vào. Dùng kim châm, giả làm thiệp mời. Không quan tâm đến uy danh của bốn đại gia tộc. Đã đủ để ngươi chết. Một vạn lần rồi. Ta đánh ngươi, là vì ngươi, xuất thân từ gia tộc y dược, lạm dụng thuốc độc, ngươi đáng bị đánh. Còn chuyện ngươi nói tự ý vào. Ngươi đi hỏi cha ngươi. Và ba vị, gia tộc trưởng khác. Không có ta, Phan Tiểu Nhàn, họ có đủ tư cách, tổ chức tiệc hành Lâm này không? Ha ha, ngươi thật không biết, chữ chết. Viết như thế nào phải không? Lời này không thể nói bậy được, sẽ mất mạng đấy. Không sao. Dù là, tộc trưởng của bốn đại gia tộc, tận mắt thấy, cũng phải, chào ta một tiếng. Còn không câm miệng, ngươi là tài xế xe công nghệ, muốn hại chết Tống gia sao, tên nhóc này. Lần trước ở buổi tiệc thưởng, cầm củ cải làm cho quỷ quái,
làm cho lão phu mất mặt. Ngươi muốn ở bữa tiệc hành lâm, gây sóng gió sao, còn không cút ra ngoài. Chỉ cút thôi, sao đủ được, ta muốn hắn quỳ xuống, dập đầu 3 lần. Ôi chao, các ngươi, cũng xứng sao, ngươi. Vậy nếu em Lâm gia thì sao? Đừng quên rằng, từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ để Lâm gia vào mắt. Không sợ nói cho người biết, bữa tiệc hạnh Lâm lần này, được tổ chức ở Kinh Hải, nhận được sự ủng hộ của Y Thánh. Sau bữa tiệc, Lâm gia sẽ đứng đầu 4 gia tộc lớn. Bây giờ ngươi quỳ xuống, xin ta tha mạng, ta có thể tha cho ngươi. Đứng đầu 4 gia tộc lớn, từ trước đến nay, là người có đức mới giữ. Lâm gia cũng xứng sao? Hừ. Dựa vào sức mạnh thô bạo của ngươi, có gì để ỷ lại? Ngươi có biết, an ninh của buổi tiệc hôm nay, có bao nhiêu người? Mỗi người họ nhổ bãi nước bọt, cũng đủ để làm ngươi chết đuối. Viên Nhiên, con không qua đây sao? Con muốn chết cùng tên nhóc này à? Không đời nào con qua đâu, con là người của Phan Tiểu Nhàn, tốt lắm. Tốt, các người đang tự mình tìm cái chết. Người đâu? Tộc trưởng 4 gia tộc đến. Ba. Bạch gia ở Vân Thành. Hồ gia ở Bắc Thành. Cổ gia ở Yến Thành. Còn có tộc trưởng Lâm Đại Nhân. Điều này, đây đều là những nhân vật khó gặp trong ngày thường. Hôm nay thật là mở mang tầm mắt. Tống gia lần này kết thân được với Lâm gia, thật là phát đạt. Nếu không phải vì Tống Viên Nhiên tìm đường chết, vì một tài xế xe công nghệ mà đối đầu với Lâm Thiếu, bọn họ lần này chết chắc rồi. Lâm Thiếu, mau giới thiệu cho tôi vài vị tộc trưởng. Lâm Thiếu, đừng vì Tống Viên Nhiên, người phụ nữ mù quáng đó, mà ảnh hưởng đến ấn tượng của ngài về Tống gia. Chỉ cần Tiểu Nhã lên vị trí, Tống gia chúng tôi sẽ phục vụ hết lòng. Tốt lắm. Chỉ cần không giống Tống Yên Nhiên, cứng đầu cứng cổ. Tôi Lâm Ngạo Đông có thể ban cho các người một chén canh. Không giống như một số người sắp bị vả vào mặt. Để họ làm trò một lát. Vở kịch hay mới bắt đầu. Ba ơi, con không phụ lòng ba. Hội trường đã được bố trí xong. Chỉ cần chờ đợi Y Thánh Đại Nhân đến, tiệc hành lâm có thể bắt đầu ngay. Các vị, đây là con trai tôi. Rất tài giỏi. Không tệ, không tệ. Làm việc rất thận trọng, có thể trọng dụng. Đây là bạn gái tôi, Mã Tiểu Nhã. Cũng là người thừa kế của tập đoàn Tống Thị. Lần này ba vị tộc trưởng dự định đầu tư 5.000 tỷ dưới danh nghĩa Thánh Y Đại Nhân thành lập một quỹ y tế từ thiện để chúc mừng Thánh Y Đại Nhân đăng vị, và số tiền quỹ y tế này do Lâm gia toàn quyền quản lý. A Đông, con đừng phụ lòng sự tin tưởng của các bác. Các bác, A Đông nhất định sẽ hết sức, Tống gia chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Lâm gia, Lâm Ngạo Đông và Mã Tiểu Nhã không xứng đáng. Đi thôi. Dùng kim tôi đưa cho cô, lấy lại mọi thứ. Người này mới chính là người thừa kế của tập đoàn Tống Thị. Tên bại hoại Lâm Ngạo Đông, lấy danh nghĩa của 4 gia tộc lớn, tại Kinh Hải, hành hung nam nữ, làm bậy làm bạ, để thôn tính Tống Thị. Nhiều lần, đã đầu độc người Tống gia. Loại bại hoại như vậy, làm sao xứng đáng làm việc cho Y Thánh, nói nhảm nhí. Lễ đăng quang của Y Thánh, sao có thể tại đây làm loạn, xúc phạm Y Thánh Đại Nhân. Lâm gia các người có chịu trách nhiệm nổi không? Tống Yên Nhiên, cô đang làm loạn gì thế? Cô không chịu nhìn Tống gia tốt đẹp sao? Cô ấy nói nhảm nhí đó. Tống gia, loại cô ấy khỏi danh sách rồi. Tôi vẫn nghĩ rằng các người nên ngoan ngoãn, đừng lên tiếng. Tiệc hành lâm kết thúc rồi, xử lý các người. Vì các người vội vàng tìm cái chết như vậy, tôi sẽ tiễn các người lên đường. Người đâu? Bẻ gãy tay chân của chúng, đuổi ra khỏi tiệc hành lâm. Cho chúng chừa. Khóa
khoan đã. Ai là chủ Tống gia, không liên quan đến chúng tôi, nhưng chuyện hắn nói, liên quan đến danh dự của bốn gia tộc, có phải nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Ngạo Đông, không nghe lời của các bá bá sao? Các người là bọn chuột nhắt, cầm mấy tấm thiệp mời giả, đột nhập tiệc hạnh lâm, còn xúc phạm Lâm gia, vô căn cứ vu khống, bôi nhọ. Tôi nghĩ, điều này chẳng qua là vì lòng đố kỵ, nếu muốn biết sự thật, thì có thể kiểm tra trước, thiệp mời của họ, sự thật, sẽ rõ ràng. Thật là vô lý, giao nộp thiệp mời giả đi. Mau, mang lên đây. Cái này. Lâm Thiếu, đây là tình huống gì? Còn phải hỏi sao, chẳng thấy mấy vị tộc trưởng. Tức không nói được gì à? Thiệp mời này của họ, chắc chắn là giả. Chỉ là... mong không liên lụy đến Tống gia. Thật sự dám mang ra à? Đưa đây. Đánh bọn chúng thật mạnh vào, đánh đến khi quỳ xuống. Xin lỗi bốn vị tộc trưởng, xin lỗi các vị khách mời, im đi. Kim châm này từ đâu ra? Có người tặng cho tôi. 3. Đây chính là thập tam kim châm. Chỗ nào mà châm đến, như thể y thánh tự đến. Một cây kim đã là hiếm có. Họ lại có đến 4 cây. Chẳng lẽ, thật sự là y thánh đại nhân, tặng cho họ sao? Làm sao có thể, họ đều là người thường, làm sao có thể có tín vật của y thánh, theo tôi thấy. Tín vật của y thánh này đều là do họ ăn cắp, còn không bắt họ lại đây để tra hỏi chỗ giấu kim châm. Đúng vậy, chắc chắn là ăn cắp. Người đâu, để xem ai dám. Kim châm là do tôi tặng. Các người còn ai có ý kiến không? Thật là quá đáng. Chỗ ngồi này, làm sao anh có thể ngồi, gan thật lớn. Còn không cút xuống, nếu tôi đi xuống, còn ai xứng đáng ngồi đây? Không thể nào, chẳng lẽ anh ta là một tay y thuật, xuất thần nhập hóa. Một tay là kiếm được cả triệu, các người đang nói gì vậy? Anh chủ nhà, tại sao lại ngồi lên đó? Xúc phạm y thánh, chết cũng không rửa sạch, tội lỗi của anh ta. Tống Viên Nhiên, cô còn không tránh xa anh ta. Anh ta tự tìm đường chết, tôi thực sự nên tránh xa, nhưng là tránh xa các người. Các người hoàn toàn không biết, mình đã tạo ra nghiệp chướng gì, đã bỏ lỡ cơ hội gì, đắc tội với nhân vật nào. Anh ta chỉ là một gã lái xe công nghệ rẻ tiền, chẳng lẽ anh ta là y thánh, ha ha. Bà ơi, người này mạo danh y thánh, tội lớn không thể tha, theo con thấy, nên lập tức xử tử tại chỗ cùng đồng lõa. Để thể hiện uy quyền của tứ đại gia tộc. Câm miệng. Xin hỏi vị tiên sinh này, có phải họ Phan không? Năm nay 20 tuổi, đúng vậy. Bốn cây kim vàng lúc nãy là do cậu tặng, chính xác. Cậu là, có thể xem qua không? Kính chào y thánh. Phan Tiểu Nhàn, hóa ra là y thánh. Ba, Tống gia được cứu rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Làm sao có thể là y thánh được, câm miệng. Bạch gia ở Vân Thành, Hồ gia ở Bắc Thành, Cổ gia ở Yến Thành, Lâm gia ở Kinh Hải. Xin y thánh tha tội. Đứng lên đi. Ta bảo họ đứng lên, không bao gồm ngươi. Ngài y thánh, so với 3 năm trước, dáng vẻ và khí chất của ngài đã thay đổi ít nhiều, nhất thời không nhận ra, mong ngài thứ lỗi, nếu ông nhận ra ta ngay, thì ta đã không có cơ hội gặp các người rồi.
Đại công tử Lâm gia, uy phong tám hướng, vẻ ngoài ngạo nghễ. Là do tôi dạy dỗ không đúng cách, xin ngài y thánh chờ một chút, tôi nhất định sẽ cho ngài lời giải thích thỏa đáng. Ba nhận nhầm rồi thì phải, hắn chỉ là một người lái xe dịch vụ thôi mà, dù địa vị có cao chút, cùng lắm chỉ là người thuê nhà, sao có thể có địa vị cao quý như vậy. Câm miệng Lâm Chấn Nam. Không có đứa con bất hiếu như cậu, cơ nghiệp trăm năm của Lâm gia sắp tiến thêm một bước đều bị cậu hủy hoại, còn không mau quỳ xuống xin lỗi y thánh đi. Giả dối, toàn là giả dối, ông đang lừa tôi. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng. Quỳ xuống. Thưa y thánh, Lâm Ngạo Đông không biết trời cao đất dày xúc phạm ngài, tôi sẽ đuổi hắn ra khỏi Lâm gia, cầu xin ngài vì Lâm gia đã vì cổ y tận tâm tận lực suốt bao năm qua mà tha cho hắn một mạng. Sự việc đã đến nước này, chẳng lẽ ông còn nghĩ hắn bị phạt vì xúc phạm ta sao? Xin y thánh chỉ dạy. Tổ huấn của cổ y, người làm y dùng thuốc trị bệnh mạng người quan trọng, không được phạm điều cấm của trời đất, không làm tổn hại đạo trời. Còn ông đã phạm sai lầm gì? Hắn là người thuộc gia tộc y dược, ham mê dục vọng, lạm dụng thuốc để mê hoặc phụ nữ, lợi dụng thế lực ức hiếp người, ép vượt nữ minh tinh trở thành đồ chơi riêng của hắn. Hơn thế nữa, dòm ngó tài sản Tống gia, nhiều lần hạ độc người Tống gia. Chính vì những điều này, ta mới không tha cho hắn. Súc sinh, giấu tôi làm nhiều việc xấu như vậy, người đâu? Dẫn đi. Ba ơi, không, không, ba ơi. Con không dạy là lỗi của ba, từ hôm nay Lâm gia bị lột ra khỏi tứ đại gia tộc. Thánh Nghi đại nhân, ba nhà chúng tôi góp vốn, quỹ từ thiện 5.000 tỷ, nguyệt toàn quyền giao cho Tống Viên Nhiên quản lý, ý ngài thế nào? Chuyện của các người, ta không cần can thiệp, các người tự quyết định. Điều này, cảm ơn ba vị tộc trưởng, người nên cảm ơn là đại nhân y thánh, mong tiểu thư Tống nói giúp chúng tôi vài lời. Nghe ta hô lệnh, yến tiệc hành lâm chính thức bắt đầu. Chúc mừng y thánh đăng vị. Đứng dậy đi, hôm nay là ngày vui, đừng mặt mày ủ rũ. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Ba vị tộc trưởng theo ta. Múa đi múa lơ. Tống Thục Hiền, Mã Tiểu Nhã, các người tự nguyện sa ngã. Sớm biết có ngày hôm nay chứ. A, à, Tôn Mạn Lệ, ngày mai theo ta, đi làm thủ tục ly hôn. Không thủ thành. Chị họ, chúng ta là người một nhà, chị tha cho chúng tôi được không? Khi các người đem tôi tặng cho Lâm Ngạo Đông, tuyên bố tôi bị trục xuất khỏi Tống gia, tình cảm giữa các người đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Từ nay về sau, tự lo cho bản thân đi, tôi xin tuyên bố. Tống Thục Hiền, Tôn Mạn Lệ, Mã Tiểu Nhã, từ hôm nay bị trục xuất khỏi Tống gia. Cút. Sao mọi người cứ nhìn tôi vậy? Tôi hơi bối rối, sao Phan Tiểu Nhàn trở thành như thánh được nhỉ? Chị Viên Nhiên, chị biết từ trước rồi đúng không? Các người lẽ nào? Anh chủ nhà vừa là người tốt, vừa là y thánh, còn hứa sẽ đi cùng tôi dự tiệc hành lâm. Thực ra tôi sớm nên nghĩ ra rồi, ngoài y thánh ra, còn ai có thể nắm giữ kim châm định huyệt, một y thuật cao thâm như thế? Phan Tiểu Nhàn vì tôi chi 40 triệu mà không hề chớp mắt, lại còn liều mạng cứu tôi dưới tay của Hạ Sơn Hổ. Tôi đi vệ sinh một lát, các người cứ nói chuyện đi. Cô ấy đi tìm Tiểu Nhàn rồi. Cái đó, bữa tiệc thịnh soạn như thế, tôi cũng đi dạo chút đây. Mệt rồi, về nhà thôi. Các người thật xảo quyệt, ai tìm được trước thì là của người đó. Hy vọng các người lấy Lâm gia làm bài học, đi đi. Dạ, Thánh Nghi.
anh đã giấu tôi rất kỹ. Tôi chưa bao giờ muốn giấu cô, ngay từ lúc cô rời khỏi biệt thự, tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ bảo vệ cô, chỉ là cô không tin thôi, trách được ai đây. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi chỉ là người thuê nhà của anh, còn đối xử với anh như thế, tại sao anh lại đồng ý, giả làm bạn trai tôi, còn đối xử tốt với tôi. Dù sao cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của tôi, vẫn rất truyền thống. Anh sẵn lòng trở thành bạn trai thực sự của em chứ? Cầu còn không được. Phan Tiểu Nhàn. Thật là một chàng trai ngây thơ. Đi chết đi. Nghe tôi giải thích tôi. Đi chết đi. Vô tình. Dùng xong tôi rồi, lật mặt không nhận người. Ôi chao, tội nghiệp tôi vì các người. Thật sự vừa giải độc, vừa đánh nhau. Tiền tôi kiếm được cũng tiêu sạch gần hết. Chẳng ai quan tâm tôi. Nếu chẳng ai quan tâm tôi, thì tôi đành phải rời đi thôi. Các chị em, cho cậu ta nếm thử sự lợi hại,